Bộ này là mình làm trên kênh cũ nếu đạt được 20.000 lượt xem mình sẽ làm lại bộ này. Mở đầu câu chuyện là một con quái vật khổng lồ, tấn công thành phố, mọi người đều kinh hãi, hoảng sợ. Có một người thanh niên áo trắng quần đen cũng đang kinh hãi, hoảng sợ. Cậu nhìn thẳng vào con quái vật, đó chính là là nhân vật chính tên là Diệp Thiên. Đột nhiên cậu ta cảm thấy cơ thể có một luồng sức mạnh từ bên trong cơ thể cậu phát ra những từ điện, làm cơ thể cậu quá tải nổ tung, chỉ còn lại một đốn sáng nhỏ. Năng lượng màu tím từ từ rơi xuống dần dần rồi nhập vào đầu cậu ta hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Chắc là mình đang thức tỉnh thiên phú, những hình ảnh nhìn thấy khi nãy là ảo giác xuất hiện trong lúc thức tỉnh phải rồi, 100 năm trước. Bầu trời trái đất xuất hiện vô số vết nứt không gian, hung thú thứ nguyên ồ ạt xâm chiếm, đe dọa đến sự sống sự tồn vong của nhân loại. Nhưng năng lượng thứ nguyên cũng kích hoạt thiên phú của con người, số ít đã thức tỉnh thiên phú. Anh, anh đã khỏe chưa? Thức tỉnh thiên phú rồi à? Dẫn dắt loài người bước vào kỷ nguyên thiên phú. Hòn đá mà Nam Chính đang cầm là hòn đá kiểm tra cấp bậc thiên phú của người đã thức tỉnh. Thiên phú nhược đẳng, thiên phú nhược đẳng, thế chẳng phải là đời này bỏ đi rồi sao? Nếu không làm võ giả được, sau này làm sao bảo vệ em gái? Anh, sao thế? Kiểm tra thiên phú thế nào rồi? Tất nhiên là rất tốt rồi. Thật hả? Yên tâm đi. Anh nhất định sẽ trở thành võ giả mạnh mẽ nhất. Ê, em biết anh trai em lợi hại nhất mà. Ừ, ừm, đi thôi. Em làm món anh thích nhất đấy. Chỉ chờ ăn mừng kết quả kiểm tra của anh thôi đột nhiên trước mặt cậu hiện ra một cái bản chỉ mình cậu mới nhìn thấy nhanh lên nào lề mề cái gì thế cửa sổ trạng thái nhân loại diệp vũ thiên phú tu luyện thứ đẳng Tiên phú hàn băng sơ đẳng chưa thức tỉnh đây cửa sổ trạng thái diệp thiên vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra đây là oái mau đi thôi thức ăn nguội cả rồi bất ngờ khi em gái cậu chạm vào tay bảng trạng thái bỗng nhiên có thêm dòng chữ sao chép cửa sổ trạng thái nhân loại diệp vũ thiên phú tu luyện thứ đẳng có thể sao chép thiên phú hàn băng sơ đẳng có thể sao chép có thể sao chép nghĩa là sao có sao chép thiên phú không có hoặc không mình có thể sao chép thiên phú của người khác à cũng có nghĩa là kẻ vô dụng nhưng mình vẫn còn đường cứu à cảm ơn em em nấu món thịt kho tàu anh thích nhất này ừm đây ăn nhiều vào sao chép thiên phú năng lực này kỳ diệu quá nhưng mà không thể lấy em gái ra thử nghiệm được chắc chắn phải chọn không thiên phú cơ bản của em ấy tốt hơn mình thiên phú hàn băng cực hiếm kỳ hiếm gặp đợi thức tỉnh rồi chắc chắn có thể đánh bại mọi đối thủ. Bố, mẹ, hai người ở dưới suối vàng có biết thì cũng có thể yên tâm rồi. Diệp Thiên ăn cơm xong thì xuống phố để tìm người có thiên phú cao. Được, thử sao chép thiên phú trước xem sao. Thì ra tín hiệu quả kiểm tra thiên phú của người khác chỉ có hiệu quả trong khoảng 3 mét. Đúng là hơi hạn chế, thiên phú đều kém quá. Ít nhất phải sao chép một thiên phú trung đẳng mới được. Bây giờ mình đã thức tỉnh thiên phú rồi. Tuy là nhược đẳng nhưng đã có thể đến học viện xem thử rồi có điều sau khi sao chép thiên phú của người khác, có thể thiên phú của mình sẽ xảy ra thay đổi, cho nên không thể ghi danh vào những học viện cần làm bài kiểm tra thiên phú được. Có rồi, học viện thứ năm căn cứ Hải Lâm. Chính là chỗ này, chắc chắn chỗ này sẽ có rất nhiều người sở hữu thiên phú trung đẳng, nhưng dựa vào việc thức tỉnh thiên phú sao chép, chắc chắn trong tương lai mình sẽ mạnh hơn bọn họ. 10 ngày sau, sân luyện võ số 3 học viện thứ 5 căn cứ Lâm Hải muốn trở thành võ giả, trước tiên phải trở thành võ đồ còn muốn trở thành võ đồ ấy à? Trước tiên phải học được phương pháp rèn luyện. Tiếp theo, cùng tôi học phương pháp rèn luyện. Nhớ cho kỹ, chỉ cần ngưng tụ luồng khí xoáy trước ngực là xem như thành công. Nghe rõ à? Thầy ơi, có người ngất xỉu rồi này, không cần quan tâm lũ rác rồi đó. Chỉ có ngưng tụ được khí xoáy mới có hy vọng trở thành võ giả. Sao lại thế này? Hoàn toàn không ngưng tụ được. Nguyên nhân là do thiên phú của mình quá kém thật à? Được rồi, hôm nay thế này thôi. Các cậu là nhóm học sinh kém nhất tôi từng dạy đấy hy vọng các cậu noi gương bạn Trần Đông, phải có trí tiến thủ. Đừng vô dụng như thế này nữa, Trương bảo, Trần Đông là ai thế, tên đó không tầm thường đâu, cậu ta một tháng là đã trở thành võ đồ rồi, bây giờ cậu ấy là điện tử chân truyền của viện trưởng đấy. Vậy chắc chắn là thiên phú của cậu ấy không tệ nhỉ, he he, đố cậu đây là cái gì, chữ ký, he he, đợi sau này cậu ấy mạng như viện trưởng. Thì chữ ký này bán ra phải được mấy tháng tiền sinh hoạt phí đấy, là anh Trần Đông kìa, mau nhìn kìa, anh Trần Đông đến rồi, ha ha. Chào mọi người, khi ký tên cho em với, có thể ký tên cho em được không? Bạn Trần Đông, xin ký tên cho tớ nữa đi, cậu ta chính là Trần Đông đó sao? Cảm ơn. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Bạn Trần Đông, tới ngưỡng mộ cậu lắm đó. Cửa sổ trạng thái, nhân loại Trần Đông, thiên phú tu luyện trung đẳng. Mình cũng đi chào hỏi thôi. Được rồi, được rồi. Xin mọi người yên lặng một chút. Hôm nay tôi tới đây là để khích lệ mọi người thay thầy, ký tên gì đó thì xin khiếu nhé. Để lộ ra ngoài sẽ bị người khác chê cười đấy đúng 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 bắt tay cũng được vậy bắt tay được không ok luôn cũng được cũng được cậu cố gắng nhé cảm ơn cố lên nhé cảm ơn đàn anh cố lên nhé này cậu đến lượt cậu rồi đấy cuối cùng diệp thiên cũng được như ý sao chép được thiên phú trung đẳng cảm ơn cố lên nhé tạm biệt trần đông tạm biệt ngon kèo ngay sau đó cậu ta đã trốn vào trong rừng thực hiện sao chép thiên phú ngay trong đêm mưa gió cửa sổ trạng thái sao chép thiên phú tu luyện trung đẳng thành công có dung hợp không có hoặc không không biết dung hợp rồi sẽ là phúc hay là hòa đây còn cả cảnh tượng đó nữa rốt cuộc nó có ý nghĩa gì thôi vậy mặc kệ nó đi dung hợp có hự ư a a a a a a sau thế này dung hợp thiên phú đau đến đến thế này ư trong đêm mưa rông diệp thiên chính thức dung hợp thiên phú thành công cửa sổ trạng thái nhân loại diệp thiên thiên phú tu luyện trung đẳng thay đổi thiên phú thoát thai hoán cốt đau hơn nữa cũng tuyệt đối xứng đáng cửa sổ trạng thái, nhân loại Trần Đông Thiên Phú tu luyện trung đẳng. Đếm ngược thời gian hồi sao chép Thiên Phú, 30 ngày, đếm ngược thời gian hồi, cũng có nghĩa là 30 ngày sau mình vẫn có thể tiếp tục sao chép Thiên Phú à, kỹ năng này đúng là bá đạ quá rồi. Đúng rồi phải thử phương pháp rèn luyện mà thầy dạy xem sao đã, đây, đây là, không ngờ sau khi có Thiên Phú trung đẳng, việc áp dụng phương pháp rèn luyện lại có thể đơn giản đến thế này. Đừng nói là võ giả, mình muốn làm võ giả tinh anh và đại võ giả nữa cơ. Một tháng sau, vào đêm trăng tròn là lúc quái vật có thể hoạt động mạnh mẽ. Cục cưng muốn ăn gì nè, bố ơi tối nay ăn gì vậy, tuy mình đã trở thành võ đồ. Nhưng vẫn còn cách võ giả quá xa, con muốn ăn bánh mì bò kho. Được luôn, Trần Đông viện trưởng chỉ dạy riêng nên chắc chắn cậu ta sẽ tiến bộ hơn mình. Về nhà nhà rồi nấu cho cục cưng nhé. Bất ngờ một con hung thú yêu lang lao tới cắn xe bố đứa bé gái. Bố ơi, Diệp Thiên sẽ làm gì đây? Hung Hung thú tới rồi, chạy mau, hung thú giết người. Đó chính là hung thú, nó lao đến định vồ nốt cô bé Diệp Thiên nhanh trí kịp phi bế cô bé lên chạy thoát một mạng. Tốc độ của nó nhanh quá, mình không phát được. Diệp Thiên còn đang nghĩ quả này không thoát được thì bất chợt từ trên trời lao xuống một người đàn ông áo tràng đỏ cầm kiếm, lao xuống bổ một đường kiếm về hướng con hung thú, nhưng nó tránh được, tốc độ của con hung thú này quá nhanh. Xin lỗi nhé, đã đến trễ rồi, anh là, mọi người đều gọi tôi là đội trưởng Phong Lan cứ giao Ngân Nguyệt yêu lại cho tôi, cậu bảo vệ đứa trẻ nhé. Được, tới đây, xúc sinh. Tốc độ ra đòn của đội trưởng Phong Lang khá nhanh nhưng nhưng đều bị con Ngân Nguyệt điêu tránh được hết. Đừng nhìn, cũng mạnh phết nhỉ. Đội trưởng liên tục ra đòn nhưng đều bị con Ngân Nguyệt điêu dùng tốc độ của nó hóa giải hết. Không hổ là Ngân Nguyệt điêu, tốc độ nhanh thật. Nhưng mà đừng quên, tao có đồng đội đấy. Thêm ba thành viên nữa của đội Phong Lang lao ra. Bây giờ là 4 đánh một, Ngân Nguyệt liền bỏ chạy. Đội trưởng, tới đúng lúc lắm đội trưởng đã chặn đường thoát của con ngân nguyệt điêu ba người kia cũng lao tới hỗ trợ chém chết con hung thú chết rồi à hung thú bùng nổ huyết mạch mọi người cẩn thận độ đội trưởng không sao chứ tôi không sao nó chạy rồi yên tâm nó không thoát được đâu đội phong lang vẫn còn một thành viên nữa là cung thủ đang mai phục trên mái nhà đợi mày lâu lắm rồi đấy cô ta ngắm chuẩn bắn một mũi tên chúng con ngân nguyệt điêu nó liền ngã rơi xuống mặt đường đấu với bọn ta à mày còn non lắm đúng là bách phát bách chúng ha ha tất nhiên đó là thiên phú của hung thú hung thú ngân nguyệt điêu thiên phú huyết mạch thứ đẳng thiên phú tốc độ sơ đẳng đây là thiên phú của hung thú hung thú loại tốc độ đúng là khó nhằn cuối cùng cũng giải quyết được làm một ly đi này mọi người cẩn thận nó vẫn còn sống tản ra mau hung thú quả là đáng sợ không ngờ sức sống của nó lại mãnh liệt đến vậy làm sao đây đội trưởng yên tâm đi bây giờ nó rất yếu ớt cứ giao cho tôi. Này, chỗ này không thể ở lại lâu, cậu mau rời khỏi đây đi, nghe chưa hả? Đừng có đứng yên chỗ đó nữa, cơ hội đến rồi, hả? Cậu lao đến đấm nó một đòn nhưng ý đồ thật sự là chạm vào nó, sao chép thiên phú thành công. Lộn một vòng Diệp Thiên ngồi lên lưng con Ngân Nguyệt điều ý đồ đã thành công nhưng cậu vẫn liên tiếp dáng những đòn đấm mạnh mẽ xuống con hung thú, cậu như tên khát máu liên tục đấm xuống. Dừng tay, nó ngủm củ tỏi rồi, chết rồi à, tất nhiên tôi biết việc đó, bởi vì tôi đã sao chép thành công thiên phú hung thú mà nào bắt đầu dọn dẹp chiến trường các cậu mang xác của người đàn ông và ngân nguyệt yêu đi còn cô chăm sóc cho bé gái vâng đội trưởng tạm biệt cậu nhé chàng trai đợi trở thành võ giả rồi hãy gia nhập phong lan đội của tôi vâng rửa sạch vết máu trên mặt trước đã nếu không diệp Phú nhìn thấy chắc chắn sẽ lo lắng đây là lần đầu tiên diệp thiên tiếp cận nhìn thấy hung thú nên tâm trạng của cậu cũng khá nặng nề cậu hiểu được sức mạnh của cậu so với hung thú là quá yếu bây giờ trong đầu cậu chỉ muốn làm sao mình có thể mạnh lên nhanh nhất có thể để bảo vệ em gái. Anh, hôm nay là lần đầu tiên mình tận mắt nhìn thấy hung thú, còn đáng sợ hơn hung thú trong các câu chuyện kể gấp trăm lần. Ngàn lần, để bảo vệ em ấy, mình phải nhanh chóng trở thành võ giả, không biết thiên phú của hung thú có thể dung hợp vào cơ thể con người không, biết đâu còn đau đớn hơn cả lần dung hợp thiên phú trước. Có khi sẽ nguy hiểm đến tính mạng cũng không chừng, cửa sổ trạng thái, nhưng để trở nên mạnh mẽ hơn, để bảo vệ những người quan trọng của mình, mình chỉ có thể liều chết thôi. Thiên phú tốc độ, bắt đầu sao chép, đau quá, cứ như xương cốt mình đang vỡ vụn ra vậy, chân của mình, à à à à, cậu ta đau đớn tụt cùng chẳng khác nào đập cơ thể đi xây lại, đứt, đứt rồi. Lẽ nào, sao chép thiên phú thất bại rồi sao, chết tiệt, diệp vũ, diệp thiên nghĩ quả này mình chắc không xong cậu ta ngất luôn một mạch đến sáng thì tỉnh dậy thấy cơ thể vẫn lành lặn, rốt cuộc, xảy ra, chuyện gì vậy? chân mình, Diệp Thiên thử đá một cái, thấy tốc độ ra đòn chân đã khác trước. Ồ oh quao, wow, cơ thể mình trở nên rất nhẹ nhàng. Cửa sổ trạng thái, nhân loại, Diệp Thiên, thiên phú tu luyện, trung đẳng, thiên phú tốc độ, sơ đẳng, thiên phú sao chép thành công rồi, học viện thứ năm, rừng cây nhỏ, Diệp Thiên, vào khu rừng sau học viện, để thử thiên phú tốc độ mới này, bây giờ cơ thể cậu nhẹ nhàng. Vận lực nhẹ nhàng đã chạy như chớp, có thể nói Diệp Thiên bay chả khác gì như The Flash của DC chạy qua bộ chuyện này he he. Hô hô, tốc độ của Ngân Nguyệt Điêu đúng là đáng gờm. Bây giờ chỉ bàn về mỗi tốc độ thôi thì mình không hề thu kém võ giả nhưng tổng hợp sức mạnh vẫn còn kém xa lắm. Nếu như có thể gia tăng tốc độ tu luyện nhanh hơn nữa thì tốt rồi. Diệp Thiên, Trương Bảo, tớ không tìm thấy cậu trong học viện. Hóa ra cậu lén ra đây tu luyện à? Wow, úi trà rắn chắc ghê nhỉ. Đã vào võ đồ rồi phải không? Ừm, có muốn tặng sức mạnh hơn không? Cậu có cách à? Cậu uống màu hung thú bao giờ chưa? Không giấu giếm gì. Tớ đã uống máu hung thú rồi nên mới tiến bộ nhanh hơn cậu đấy. Máu hung thú có tác dụng như thế cơ à? Trời đậu, lúc đó máu của Ngân Nguyệt điêu nhiều như vậy, đúng là phí của rồi mà. Bây giờ tôi có cách kiếm được máu hung thú, cậu chịu thử không? Cách gì? Nói đi, lãnh đạo căn cứ Lâm Hải của chúng ta đã xây dựng một khu hoang dã ở bên ngoài thành phố, dành riêng cho năm học viện lớn tổ chức thí luyện, phần thưởng của thí luyện chính là máu hung thú. Khu hoang dã cấp mấy thế, cấp bậc rất thấp, hung thú đã bị xử lý sạch sẽ rồi, chỉ để lại hậu duệ của hung thú thôi. Nghe nói nghe có vẻ rất được đấy, đáng để đi một chuyến. Đúng vậy, đúng vậy, thấy tớ đủ thành ý rồi chứ hả? Gia nhập tiểu đội của tớ cùng giành lấy máu hung thú nào? Hừm, gia nhập tiểu đội của cậu, chuyện này à? Diệp Thiên, gương mặt đó của cậu là thế nào hả? Tớ xem cậu là bạn tốt nên mới nói cho cậu biết đấy. Xin lỗi nhé, lần sau nhất định sẽ tổ đội với cậu. Yên tâm đi, tớ cứ tưởng quan hệ của chúng ta rất tốt đẹp. Không ngờ cậu lại vô tình như vậy đấy. Này, đợi tớ với. Cho dù không tổ đội thì chúng ta vẫn là bạn tốt mà đội với nào. Nếu tổ đội đông người sẽ rất phức tạp. Một khi năng lực đặc biệt của mình lộ ra chắc chắn sẽ dẫn đến họa sát thân. Một mình vẫn tốt hơn, nhất định phải lấy được máu hung thú đột phá cảnh giới võ giả. Một tháng sau tại đệ ngũ học viện, nếu không nhận được thông báo chính thức về thí luyện thì các trò không cần đến đây báo danh. Tin tức về lần thí luyện này do ai tiết lộ đấy? Thưa thầy, em đã là võ đồ, có tư cách báo danh rồi à? Vốn muốn để các trò sống thêm mấy ngày chẳng ngờ lại nóng lòng tìm đường chết như vậy. Hợp đồng sinh tử, dưới chứng nhận hạ đẳng. Một, nết trộm và lũ fan của nó là lũ xúc vật hạ đẳng. Hai, giống điều một nhưng thêm số hai. Ba, giống điều một và hai nhưng thêm cho đủ ba điều khoản. Đúng thế, muốn tham gia thì luyện thì phải ký hợp đồng sinh tử. Hóa ra là vậy. Sợ chết thì cút mau đi, đừng làm phí thời gian của ta. Diệp Thiên, không ngần ngại suy nghĩ đặt bút ký luôn. Ha, mày nghĩ rằng cuộc thí luyện lần này được chuẩn bị cho lũ nghèo hèn chúng mày thật à? Thằng nhãi không biết điều, buổi sáng hôm thí luyện, anh, đến giờ dậy rồi, wow, hôm nay là ngày gì mà anh mình xuống bếp thế này, hoạt động gì cơ, ba ngày lận à. Học viện có hoạt động ba ngày sau anh sẽ về, chắc sẽ không có gì nguy hiểm chứ. Trước cổng khu thí luyện, các học viên của năm học viện đã đến đông đủ, đông người thật đấy, thì người của ngũ đại học viện tới hết mà, định ngũ học viện sao. Bọn học viện rác rời ấy cũng dám tham gia thí luyện à, cậu chủ, đợi thí luyện lần này không chỉ có thể săn bắt mãnh thú mà còn có thể săn cả người nữa nên rác rưởi càng nhiều thì lại càng tốt đúng không nào ha ha được kẻ săn chính là phúc phận của lũ yếu ớt nhìn thấy chưa người đó tên mạc thiếu bắc là thiên tài của đệ nhất học viện là người nổi bật nhất trong lớp thế hệ trẻ của nhà họ mạc thì ra là người nhà họ mạc thảo nào kêu căng thế này dừng lại mày là ai mà dám lê dao ngang qua địa bàn của đệ nhất học viện bọn tao mạc thiếu bắc cút ra đây ông phải chém sống mày bại dưới tay tao mà vẫn muốn thua thêm lần nữa à Tên đó là ai thế? Lý Vân Tinh, thiên tài đao thuật của đệ nhị học viện nhưng từng bị Mạc Thiếu Bắc đánh bại. Phi, lại là một tên nghèo hèn không biết thời thế. Không biết thời thế. Đáng ghét, tôi thấy kẻ không biết thời thế là ông đó. Cố lên, Lý Vân Tinh, tôi ủng hộ cậu. Thằng nào vậy trời, không sợ Mạc Thiếu Bắc, dám cổ vũ cho mình à? Nhưng mà xấu hổ ghê, cấm đánh nhau bên ngoài khu hoang dã. Ai vi phạm sẽ bị tước tư cách thí luyện. Hừ xem như mày may mắn, vào khu hoang dã rồi tao sẽ cho mày biết mặt. Ha. Đúng là con chó dại sủa bừa khắp nơi. Này cậu kia, dám cổ vũ cho tôi à? Ra dáng đàn ông đấy, cậu tên gì? Diệp Thiên, đệ ngũ học viện, tên hay nhì, nhất Diệp Tế Nhật, vô pháp vô thiên, cửa sổ trạng thái, nhân loại Lý Vân Tinh, thiên phú tu luyện thứ đẳng, thiên phú đao pháp trung đẳng, thiên tài đao pháp, được đấy, nhất định phải vượt qua mạc thiếu bắc trong cuộc thí luyện nhé. Cậu cũng cố lên, cố gắng sống sót quay trở ra nhé, ừm, sao chép thiên phú đao pháp thành công, thí luyện bắt đầu. Mời đệ nhất học viện vào trước, cửa vừa mở ra đám người của đệ nhất học viện lao vào như ong vỡ tổ, dẫn đầu là Mạc Thiếu Bắc và vệ sĩ của hắn. Wow, bắt đầu rồi, tớ phải đi tìm tiểu đội của tớ thôi, gặp ở bên trong nhé Diệp Thiên. Nhớ cẩn thận nhé, đệ nhất học viện vào trước, sau đó là đệ nhị học viện bọn tôi, đệ ngũ học viện của các cậu sẽ xếp cuối cùng, thói đời tàn nhẫn như thế đấy. Tôi cũng phải về đội đây, chúc cậu may mắn." Ừm, Diệp Thiên nở nụ cười đắc ý, khi sao chép được thiên phú mới, hắn vội đi tìm nơi an toàn để dung hợp thiên phú mới. Có lẽ chỗ này đủ để ẩn náu rồi, cửa sổ trạng thái đã sao chép thiên phú thành công, có dung hợp không, có hoặc không. Tất nhiên là có, đau quá, nhưng trải qua hai lần sao chép thiên phú trước, mình đã dần quen rồi, mình nhất định phải mạnh hơn, mạnh hơn nữa. Vừa dung hợp xong, Diệt Thiên đã thử ngay thiên phú mới này, hắn cầm kiếm khu vài đường một vùng cây cối đã bị trẻ thành vô số khúc cửa sổ trạng thái nhân loại Diệt Thiên. Thiên phú tu luyện trung đẳng, thiên phú tốc độ sơ đẳng, thiên phú đao pháp trung đẳng bốn học viện trước đã vào khu thí luyện xong tiếp theo đệ ngũ học viện vào sân chuyển cảnh là diệp thiên đang đi lang thang một mình trong khu thí luyện nơi đây khung cảnh hoang tàn đổ nát chợt cậu nghe thấy tiếng động đang tiến về hướng cậu thì ra là một con xà thú cậu từ từ rút kiếm ra cậu xoay người lại lấy đà nhảy lên cao bổ một đường kiếm xuống con xà thú con xà thú dễ dàng bị cậu xẻ là đôi hốt gọn một điểm mãnh thú có vẻ yếu hơn mình tưởng nhưng mà theo quy định của thí luyện săn bắt được càng nhiều mãnh thú thì thứ hạng sẽ càng cao không biết hạng nhất cần bao nhiêu điểm đây. Phần thưởng thí luyện, hạng nhất máu hung thú trung cấp nhân 3 phần, 100.000 tệ, hạng nhì máu hung thú trung cấp nhân 1 phần, 100.000 tệ, hạng 3, máu hung thú cấp thấp nhân 3 phần, 50.000 tệ, từ hạng 4 đến hạng 10, máu hung thú cấp thấp 1 phần, đường dài thanh thang, dù như thế nào thì cũng phải đi săn giết càng nhiều mãnh thú trước cái đã. Cứu tôi với. Hùng, đừng qua đây, là cậu ấy, tao vẫn chưa muốn chết, tao vẫn chưa cưới vợ mà. Á! À không ổn nhìn thấy tình thế nguy hiểm diệp thiên liền rút ngay cung tên bắn về phía hung thú nó liền ngã vật ra đất trương bảo còn đang ngơ ngạc chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu đã từ trên cao nhảy xuống liền nói có thể cho tớ tất cả số điểm tích lũy này được không diệp diệp thiên trương bảo còn chưa nói hết câu thì diệp thiên đã phản xạ dương cung bắn về phía yêu thú diệp thiên mau chạy mau cậu không phải là đối thủ của nha lanh đâu thiên phú tốc độ cậu dùng thiên phú tốc độ của mình tránh né các đòn cào của đám hung thú này thiên phú đao pháp chảm cậu dùng thiên phú đao pháp chém chết sạch lũ hung thú này không sót lại con nào lợi lợi hại quá tớ lấy răng sói nhé cậu không để bụng đấy chứ không không để bụng của cậu tất cậu thế này có tiếp tục chiến đấu nữa không thôi vậy tớ từ bỏ đội thí luyện lần này quá nguy hiểm có thể sống sót đã là may cho tớ rồi các đồng đội của tớ đều bị thương nặng phải nhanh chóng đưa bọn họ ra ngoài mới được ít nhất cũng phải giữ được tính mạng của họ xem ra đành phải thế thôi đợi đã diệt thiên sâu trong khu hoang dã có một con quái ngụy hung thú cậu nhất định phải chú ý đấy ngụy hung thú cấp bậc nguy hiểm mánh thú ngụy hung thú hung thú tớ nghe nói người của đệ nhất học viện đang vây đánh một con rắn đốm dài hơn 10 mét nghe bảo nó đã đạt tới cấp ngụy hung thú rồi và trị giá của nó là 500 điểm 500 điểm nói cho tớ biết vị trí của nó đi nó hiện đang ở hướng đông nam vừa nghe được phương hướng của hung thú 500 điểm cậu đã dùng hết tốc lực lao về hướng đó 500 điểm nếu như có nó nhất định mình có thể giành được hạng nhất của kỳ thí luyện này, cẩn thận nhé Diệp Thiên. Diệp Thiên đang điên cuồng lao về hướng hung thú 500 điểm thì cậu chợt sững người lại, trên mặt đất là một đống các học viên nằm la liệt bỏ mạng trên mặt đất. Đây là đồng phục của đệ nhất học viện. Chợt cậu thấy một ngọn lửa phía xa ở bên kia, cậu liền lao về hướng đó, nấp ở một bên quan sát trận chiến của đệ nhất học viện, đó chính là Ngụy Hung thú sao? Xông lên cho ta, nhất định phải giết được con súc sinh này. 500 điểm phải thuộc về Mạc Thiếu Bắc ta, cậu chủ, thể lực của con nghị hung thú này bắt đầu suy yếu rồi, đây là cơ hội tốt để giết chết nó. Được, phần còn lại cứ giao cho ta. Mạc Thiếu Bắc lấy đà nhảy lên cao, rồi hắn nhắm thẳng đầu con hung thú đâm kiếm xuống đầu nó, hắn đắc ý nghĩ là đã giết được nó rồi, thành công rồi. Á, à, bất ngờ Mạc Thiếu Bắc bị hung thú quật đuôi văng ra xa, 500 điểm tích lũy này thuộc về mình, chết rồi ư? Đáng tiếc, lại đến chậm một bước, châu chậm nước đục cậu tiếc nổ cổ mà không làm gì được. Chúc mừng cậu chủ giành được 500 điểm. Ha ha ha, hạng nhất thí luyện chắc chắn thuộc về mạc bắc thiếu ta. Bất ngờ con hung thú này chưa chết. Nó bạo phát huyết mạch rồi điên cuồng chạy trốn. Á à, á, à, nó vẫn chưa chết sao. Là huyết mạch bạo phát, nó không phải ngụy hung thú, mà là chân hung thú đấy. Hung thú, vậy chúng ta có cần đuổi theo không? Tất nhiên phải đuổi theo. Nó giá trị 1.000 điểm tích lũy đấy. 1.000 điểm, nhanh cái chân lên lên. Không thể để người khác giành được nó con hung thú này đã bị đòn tấn công của mình làm cho yếu đi nhiều rồi. Giờ phút này không thể để người khác nhìn thấy nó được, nếu không thì công sức đổ sông đổ bể hết. Không ngờ nó lại là hung thủ giá trị 1.000 điểm. Xin lỗi nhé, các người không nhanh bằng tôi đâu. Thiên phú tốc độ, thập thành tốc lực, khai mở, diệt thiên dồn hết tốc lực chạy đến trước mạc thiếu bắc. 1.000 điểm trước mắt không dễ gì mà cậu bỏ qua cơ hội này. Cơ hội hạng nhất, tốt lắm. Người của học viện đệ nhất vẫn chưa tới. Đây là dịch nhầy do con quái đó tiết ra. Trốn ở đây à? xem ra một nghìn điểm sắp thuộc về mình rồi. Mùi tanh hôi của rắn đống đồng quá, chắc là nó ở gần đây thôi. Diệp Thiên để ý con hung thú đang hứng uống cái do gì đó. Nó uống cái gì vậy? Chắc hẳn đó không phải là nước tầm thường, lấy một nghìn điểm. Trước đã rồi tính tiếp, Diệp Thiên rút kiếm lao lên định là một kích trí mạng thì đã thấy hung thú thủ thế đánh một đòn về phía cậu. Nhanh quá, theo quán tính, Diệp Thiên bị văng ra xa, đang lúc văng trên không trung, Diệp Thiên lấy cung ngắm bắn vào mắt con hung thú hạn chế điểm nhìn của nó. Cậu tiếp đất đỡ được kiếm của mình văng lại. Diệp Thiên lấy đà lao lên đâm kiếm xiên vào tay hung thú thuận thế cậu lấy đà xẻ dọc theo thân con hung thú. Cuối cùng hung thú cũng bị hạ. Học, hung thú quả nhiên là lời hại. Nếu không nhờ bọn Mạc Thiếu Bắc làm nó duy yếu trước thì mình vốn hoàn toàn không có cơ hội thắng được nó. Rốt cuộc đây là thứ gì nhỉ? Mặc kệ, hung thú nhiều linh tính hẳn sẽ phân biệt hàng tốt xấu hơn mình. Chắc chắn là bảo bối gì đó rồi, hứng trước rồi tính sau đó cậu quay sang hung thú lấy các bộ phận giá trị để tính điểm. Hung thú nhãn cầu trị giá 1.000 điểm và tâm huyết hung thú cực kỳ quý giá. Ồ, đã nhỏ giọt được nhiều như vậy rồi à, tuy không biết đây là cái gì, nhưng không thể để lại cho mạc thiếu bắt được. Bao nhiêu đây là đã đủ để mình giành lấy hạnh nhất của thí luyện rồi, đến lúc phải rời đi thôi. Mắt hung thú đã bị móc mất tâm huyết, hung thú cũng bị xả cạn, chỉ còn lại cái xác thôi. Cậu chủ, bây giờ phải làm sao đây? Là ai? là kẻ nào dám cướp một nghìn điểm của tao nhất định phải giết mày hóa ra diệp thiên vẫn chưa đi cậu đang núp ở trên cao quan sát đám người của mạc thiếu bắc ra rồi cậu chủ có lẽ kẻ ăn cắp điểm của cậu đã trốn đi rồi tiếp theo chúng ta phải làm sao đây gặp ai thì lục sát hết nhất định phải tìm ra thằng trộm đó cho tôi chuyện này tuyệt đối không thể kết thúc một cách dễ dàng như thế được tuân lệnh xem ra phải trốn thôi nghĩ xong cậu cũng liền lập tức cấp tốc chạy ra khỏi nơi này tìm một nơi an toàn ẩn nấp trốn một giờ không trốn được cả đời. Ba ngày sau thí luyện kết thúc, lúc tổng kết điểm tất cả mọi người đều sẽ biết người giết con hung thú là mình thôi, nên khoảng thời gian còn lại, mình phải tranh thủ tu luyện, nhanh chóng gia tăng thực lực, nơi này khá kín đáo, không biết máu huynh thú này giúp mình tăng được bao nhiêu sức mạnh nhỉ. Nếu có một chút đồ nhắm thì chắc cũng chẳng khó uống đến thế này. Thôi vậy, để có năng lực bảo vệ em gái, để trở nên mạnh hơn cạn thôi. Nghĩ xong cậu liền đưa chai lên làm một hơi uống hết sạch. Hát gì? Ai đang nhắc đến mình vậy, anh trai? Bên phía anh vẫn ổn chứ, trời đất, gia tăng tốc độ tu luyện lên gần gấp 4 lần luôn à, chẳng trách bọn Trần Đông lại tu luyện nhanh đến thế. Hóa ra ngoài thiên phú của bản thân ra còn phải có vật chất bên ngoài trợ giúp nữa, hai ngày rưỡi còn lại, mình phải tập trung tu luyện mới được, ba ngày sau. Trương Hạ 10 điểm, báo lỗi 23 điểm, tiết hải không điểm, thư cô giúp em tính đi ạ, à? Lý Tinh Vân 195 điểm, wow, lợi hại quá, 195 điểm thôi mà, có gì phải ngạc nhiên đến như vậy, Lý Tinh Vân không ngờ mày chỉ có chút bản lĩnh như thế đấy. Chút điểm còn con của mày xứng khiêu chiến với tao sao? Mạc Thiếu Bắc, tính cho tôi đi. Mạc Thiếu Bắc 427 điểm, 427 điểm vãi nồi, lợi hại vãi. Không hổ là Mạc Thiếu Bắc, cách biệt lớn quá, tớ chỉ có 30 điểm. Thứ vô liêm sỉ chắc chắn là mày đã cướp điểm của người khác. Ha ha ha, tao cướp dựa vào thực lực của mình mà, có vấn đề gì hả? Thằng khốn này, chúc mừng anh, 427 chắc chắn là hạng nhất rồi. Không, hạng nhất có lẽ sẽ hơn 1.000 điểm, một nghìn điểm sao có thể, những học sinh sống sót đều trở ra cả rồi phải không? Đúng thế, giờ này còn chưa ra ngoài thì có lẽ đã chết cả rồi, nếu vậy, hạnh nhất chính là Mạc Thiếu Bắc rồi. Hả, lại thêm một người đi ra kịp, cái gì? Đó không ai khác chính là nhân vật chính của chúng ta Diệp Thiên. Đó là nhãn cầu của quái vật, chính xác, vậy nên tổng điểm của em là Diệp Thiên 1163 điểm. Chúc mừng, em đã đạt được hạnh nhất trong cuộc thí luyện năm nay phần thưởng của em là ba lọ máu hung thú và một nghìn tệ tiền mặt. Làm tốt lắm, Diệp Thiên, thằng nhóc đó, sao nó có thể, kẻ cướp cuối cùng cũng đã lộ diện. Ha, một kẻ đến từ đệ ngũ học viện thấp kém kia, mau kiểm tra lý lịch và tất tần tật mọi thứ về nó cho ta. Rõ, Diệp Thiên đã thực sự chứng tỏ cho họ thấy, ngũ học viện của chúng ta cuối cùng cũng đã dinh về được hạng nhất từ cuộc thí luyện rồi. Yeah, ha ha, tớ chưa bao giờ ngờ đến chuyện này, cậu ấy làm thế nào hay vậy, thằng nhãi danh, thầy sao người trông không được vui vậy không phải diệt thiên đã mang vinh quang về cho đệ ngũ học viện sao ạ à? thằng nhãi đó đã xúc phạm và chọc giận gia tộc mạc hùng mạnh rồi ta sợ cậu sẽ phải bất ngờ đi nhặt xác cho bạn bình sớm thôi Diệp thiên bảng xếp hạng thí luyện nhìn đây cười lên cuộc thí luyện chính thức kết thúc chúc mừng top 3 người tham gia đã nhận được giải thưởng mày chắc phải có can đảm lắm mới dám cướp đồ thuộc về ta đấy oát con tôi cũng muốn nói với anh như vậy đấy này mặc thiếu bắc mày thực sự quên mất những gì đã nói với tao trước đó rồi sao tao nói chuyện với mày. Tao đã nói gì? Giống như mày, Diệp Thiên cũng đã cướp điểm bằng chính chiêu thức của cậu ấy. Có vấn đề gì với điểm đó sao? Ha ha ha, chiêu chức của cậu ấy hử? Vậy giữa tao và nó, mày nghĩ ai mạnh hơn ai? Chúng ta sẽ phải đánh một trận để tìm ra. Đúng chứ, nếu Mạc Thiếu Bắc có thời gian, vậy tôi rất vui vẻ hoàn thành yêu cầu của anh. Mày hô hô, thú vị làm sao? Một khi bị nhắm đến bởi một kẻ như hắn, sẽ không có đường chạy thoát. Cách duy nhất để thoát khỏi chính là trở nên thật mạnh mẽ để hắn ta không thể thách đấu mình nữa. Diệp Vũ, anh về rồi. Anh trai, gì mà lâu thế, anh đã đi đâu, anh không bị thương chứ? Đừng cử động, để em nhìn cái nào. Tất nhiên là không rồi, anh hoàn toàn ổn. Anh mang vài món quà về cho em này. Úp ô, là gì thế? Trời đất mẹ ơi, thật là nhiều tiền, cuối cùng anh cũng có đủ tiền để kết hôn rồi. Anh trai, em nói cái quần khỏe gì vậy? Tiền này cho em đấy dùng vào học phí và chi phí sinh hoạt hàng ngày của em đấy. Thật sao? Vậy có nghĩa là từ giờ chúng ta cuối cùng cũng có thể ăn thịt mỗi ngày rồi. Ê, đây là cái gì vậy? Anh cũng không biết nữa, nên anh mua một cuốn sách minh họa kho báu này về nè. Sách minh họa kho báu, em cũng muốn xem nữa. Đợi đã, chính là nó, có thần dược Terraco, tên kho báu, thần dược Terraco. Hiệu ứng của kho báu, một chất ở trạng thái lỏng được hình thành bởi đá vân Terra sau khi hấp thụ khí nguyên sơ của trời và đất trong hàng trăm năm. Nó có thể cho dồi tài năng tu luyện khi hấp thụ, nhưng chỉ hiệu quả đối với tài năng trung cấp trở xuống. Ngoài ra, có một cơ hội nhỏ để đá Terra Modio, loại đá nâng cao tài năng tu luyện từ cao cấp trở thành trở xuống, cũng tồn tại gần nơi sản xuất thần dược Terra Core, để biết thêm thông tin. Vui lòng xem mục đá Terra Modio, con rắn lúc đó có thể sẽ có khả năng trở thành quái vật bằng cách sử dụng thần dược Terra Core này. Mình chưa bao giờ nghĩ rằng cái thứ mà mình dễ dàng có được này lại có thể là một vật phẩm thần kỳ như vậy. Đây! vì cái thứ này có thể trao dồi sức mạnh. Nó chắc chắn sẽ có ích cho anh đấy. Không, anh không cần nó nữa. Thay vào đó, anh sẽ khiến em mạnh hơn. Uống nó đi, Diệp Vũ. Hề, hey, em á. Em uống nó á. Nhưng em thậm chí còn chưa thức tỉnh sức mạnh nữa. Không phải sẽ rất lãng phí sao? Bảng trạng thái, tên Diệp Vũ. Thiên phú tu luyện, kém thiên phú băng giá. Tân binh, chưa thức tỉnh, chú thích. Các thiên phú tu luyện, yếu, kém, tân binh, trung bình, trung tiến tiến tài năng tu luyện của em gái mình chỉ mới là kém nếu em ấy uống terra con này chắc chắn nó sẽ tăng lên chỉ là mình không biết nó sẽ tăng lên bao nhiêu ở ừ, ờ, ha chúng ta có thể bán nó đi với một vật phẩm đáng kinh ngạc như vậy chúng ta chắc chắn có thể đổi được rất nhiều tiền quyển sách có nói cái nơi hình thành chất lỏng đó có đá tâm linh năng lượng đất nhưng anh đã phá hủy nó rồi khi em bán nó người mua muốn mua đá tâm linh năng lượng đất từ anh chắc chắn sẽ không tin đâu cuối cùng thì sao anh lại phá hủy nó chứ? Tiếc ghê, nếu em không uống, thậm chí còn tiếc hơn đấy, há miệng, siêu bồ, anh trai tính giết em gái bé bỏng, cô tê phô mai que của mình kìa. Vị thế nào, khụ khụ khụ, nó, ể, ấm, thật sảng khoái. Chuyện gì vậy, thiên phú tu luyện vẫn ở bậc kém, có lẽ nào là những gì cuốn sách nói là phá kế không? Bảng trạng thái, tên Diệp Vũ, thiên phú tu luyện, kém, sức mạnh băng giá, tân binh, chưa thức tỉnh, anh trai, em buồn ngủ, em làm đồ ăn cho cho anh sau nhé. À, không sao, nghỉ ngơi đi, kỳ lạ, sao chuyện này lại xảy ra, đợi thôi. Có lẽ hiệu quả vẫn chưa được kích hoạt, một tiếng sau, một lần sóng sức mạnh, mạnh mẽ luôn ra. Thuốc đã có tác dụng. Bảng trạng thái, tên Diệp Vũ, thiên phú tu luyện trung bình, sức mạnh băng giá, tân binh, chưa thức tỉnh. Cấp thiên phú tu luyện bậc trung bình, nó tăng tận hai bậc, cấp tu luyện tập trung bình với sức mạnh băng giá hiếm có. Diệp Vũ chắc chắn sẽ trở thành một chiến binh đỉnh cao. Mạc Thiếu Bắc, ngon thì nhào vô đi, tôi chắc chắn sẽ không thua anh đâu. Mẹ ơi, cái bi vị này còn dở nữa. Lúc ở động Minh muốn ăn nó, cuối cùng cũng có thể ăn rồi. Mình tự hỏi nếu là máu của hung thú trung cấp thì nó sẽ tăng được bao nhiêu lần đây. Phải cố rèn luyện cơ thể mình thôi, đủ, tăng gấp 8 lần. Tác dụng hỗ trợ của máu hung phú trung cấp thật điên rồ. Nếu mình có đủ máu, mình có thể đột phá được cảnh giới chiến binh, tức thật. Chỉ còn có hai trai, mình nên làm gì? Khu rừng nhỏ của Đệ Ngũ Học viện. 10 ngày sau, sao làm sao bay đây làm sao đây Diệp Thiên? Sao vậy? Mạc Thiếu Bắc, anh ta, hắn đến rồi. Không không không, anh ta tính đột phá cảnh giới chiến binh bằng việc bế quan trong phòng đó. Anh ta chắc chắn đang có kế hoạch gì đó. Anh ta muốn trở thành một chiến binh trước cậu, sau đó khiến cậu trả giá. Mám sao cậu lại ngồi xuống rồi? Đây là chuyện nghiêm trọng đấy. Hắn ta chỉ tự bế quan thôi mà, tớ còn tưởng hắn ta đến đây thách đấu chứ nhìn vào thiên phú của mạc thiếu bắc hắn ta cũng có cấp tu luyện bậc trung bình để đột phá cảnh giới chiến binh hắn ta sẽ cần tầm một tháng nếu anh ta thực sự trở thành một chiến binh chẳng phải anh ta sẽ dễ dàng nghiền nát cậu như một con rán à hắn ta đang tu luyện nhưng tớ cũng vậy mà tớ không sợ hắn ta đâu anh ta đến từ gia đình quý tộc và có một lượng lớn tài nguyên còn cậu thì sao chỉ có ba chai máu hung thú trung cấp mà thôi và cậu đã dùng xong hết bọn chúng đúng không ừm tớ dùng hết rồi có vẻ như cậu sắp chết rồi Tôi sẽ giúp cậu lo liệu đám tang, tôi cũng sẽ chăm sóc em gái cậu giúp cậu nữa. Giờ mình chỉ có hung thú, rắn đống, máu cấp thấp và máu đầu tim. Sau khi dùng hết mấy thứ đó, mình phải chạm được đến chiến binh tập sự cấp cao rồi chứ. Cho dù chỉ cách một khoảng nữa là thành chiến binh rồi, mình vẫn không thể đột phá. Nhưng với sức mạnh tốc độ, tài năng kiếm thuật, mình vẫn có sức mạnh để chiến đấu với chiến binh. Điền Trang mặc ra, trước cửa phòng tu luyện của Mạc Thiếu Bắc, chợt cánh cửa nứt vỡ nổ tung một bóng người xuất hiện chúc mừng thiếu gia đã trở thành một chiến binh mạc thiếu bắc thăng cấp thành công mạc gia chúc mừng thiếu gia đã đạt đến cảnh giới chiến binh thiếu gia muôn năm ha 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 cuối cùng thiếu bắc cũng ra ngoài rồi cha dường như con đã đạt cảnh giới chiến binh rồi đúng như mong đợi từ con trai của ta chú thích bố của mạc thiếu bắc ông là nòng cốt của mạc gia là một trong những chiến binh trung cấp ưu tú của thập đại trưởng lão của mạc gia thiếu bắc làm tốt lắm đừng lo cha à con sẽ không làm vẽ mặt mạc gia đâu tất nhiên rồi lão tổ nói là muốn đích thân ban thưởng cho con con xin chân thành cảm ơn lão tổ cùng sự chăm sóc khuyến khích của cha ha 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 con trai mau đứng lên đi đến nhà bếp xem xem bữa ăn đã được chuẩn bị hay chưa rõ gia chủ đợi đã con có việc riêng phải đi mạc thiếu bác ạ à, nhớ về rồi ăn sau cha đã chuẩn bị thức ăn yêu thích của con để ăn mừng rồi cảm ơn cha ạ à. cái thứ ta giao cho ngươi trước khi bế quan ngươi đã điều tra đầy đủ chưa thư thiếu gia tôi đã điều tra mọi thứ xong từ lâu rồi thằng nhóc đó không có cha mẹ không có bối cảnh chúng ta có thể bắt nạt nó bao nhiêu tùy thích ồ thì ra thằng đó là rác rưởi không có bối cảnh ta cứ tưởng nó có bối cảnh hùng hậu lắm chứ nếu là trong trường hợp đó tìm ai đó giết hắn đi giết thiếu ra căn cứ không giống như ở vùng hoang dã nếu chúng ta tình cờ giết ai đó kể cả tầm ảnh hưởng và quyền lực mạc ra có lớn đi chăng nữa thì vẫn sẽ có chút rắc rối ai bảo ngươi dùng danh nghĩa của mạc ra để giết người tìm một sát thủ bóng tối đi giết người ai có thể điều tra được gì chứ nhưng tuyển dụng sát thủ bóng tối cần ít nhất một triệu chỉ là một thằng nhóc nghèo khổ có đám không kẻ hầu đúng là kẻ hầu não toàn chứa mấy suy nghĩ thấp hèn một căn cứ lãnh hải lớn như vậy chỉ có một số gia tộc không bị sụp đổ còn lại đều là nô lệ người biết tại sao không là vì nếu có thiên tài được phát hiện trong cái lũ nghèo hèn ấy thì thiên tài ấy sẽ bị giết ngay lập tức vậy nên đệ ngũ học viện không thể nuôi dưỡng bất kỳ thiên tài nào nhưng kẻ yếu chết còn kẻ mạnh thì sống đây chính là luật của thế giới này đệ ngũ học viện khu rừng cây nhỏ diệp thiên vẫn đang chăm chỉ luyện tập kiếm thuật kết hợp với tốc độ các đòn đánh của cậu đã mạnh hơn trước rất nhiều trời sắp mưa đến lúc về nhà rồi diệp thiên đang trên đường về nhà trời đổ cơn mưa chợt cậu thấy có điều bất thường phía trên cổ điện hiện ra một cái gì đó đó là bảng trạng thái đó là gì vậy bảng trạng thái tên lý tôn thiên phủ tu luyện kém thiên phú sức mạnh bóng tối tân binh tuy cậu không nhìn thấy người nhưng nhìn thấy bảng trạng thái cũng có thể đoán được sắp có nguy hiểm tới chợt kẻ ẩm thân xông ra vùng kiếm về phía cậu may mà cậu để phòng trước ngươi là ai người sẽ giết mày anh là ai người sẽ lấy mạng mày khoan đã không phải là sát thủ do mạc thiếu bắc phai đến đấy chứ nhưng mạc thiếu bắc đã trở thành võ giả rồi hoàn toàn có thể tìm đến đấu tay đôi với mình việc gì phải dùng thủ đoạn hèn hạ này nói xong hắn chợt biến mất như vô hình chợt xuất hiện phía sau diệp thiên tung đòn đâm lén diệp thiên phản xạ quay lại đỡ đòn hắn lại biến mất lại không thấy đâu, xem ra thiên phù ám ảnh này là loại thiên phú có thể tàng hình, hắn lại xuất hiện phía sau đâm lén cậu nhưng vẫn bị cậu chặn lại được, chết tiệt một võ đồ còn con thôi tại sao lại nhanh đến thế, đến lượt tôi ra tay rồi nhỉ? Diệt Thiên lao đến vung kiếm về phía hắn lại ẩn thân biến mất, lại tàng hình, đối với người bình thường chắc chắn chiêu này rất chí mạng, nhưng đối với mình nó chẳng có tác dụng gì, sao có thể? Cho dù là võ giả tinh anh cũng không thể nào nhìn thấu được thiên phú của tao, rốt cuộc mày đã làm thế nào? Muốn biết à? vậy thì nói cho tôi biết ai phái anh tới hừ lúc mày hấp hối tao sẽ nói cho mày biết ảnh đao diệp tiên lộn một vòng ra sau hắn rồi cậu dùng thiên phú tốc độ lấy đà lao lên một kiếm xiên ngược hắn tôi hỏi lại một lần nữa ai phái anh tới kha kha mày là võ đồ mạnh nhất mà tao từng gặp lợi hại lắm thôi thì nói cho mày vậy mạc thiếu bắc mạc thiếu bắc nói xong diệp thiên cúi xuống chạm vào xác hắn để sao chép thiên phú sao chép thiên phú ám ảnh thành công cửa sổ trạng thái nhân loại diệt thiên thiên phú tu luyện trung đẳng thiên phú tốc độ sơ đẳng thiên phú đao pháp trung đẳng thiên phú ám ảnh sơ đẳng đã giành được thiên phú ám ảnh chuyển cảnh là diệp thiên đang phi tang xác của sát thủ ám ảnh cậu chôn hắn ở trong rừng đã là con người thì không nên rơi dụng như chiếc lá cho dù là gió hay mưa tôi diệp thiên vì cả cuộc đời này của tôi tôi phải sống như một con người trong thế giới này tôi không phải là mưa là gió chắc chắn không phải là chiếc lá rơi trôn hắn xong, diệp thiên quay trở về nhà, tắm rửa sạch sẽ hết bùn đất, ưa, ừ, sảng khoái quá đi, đây là mấy thứ đầu tiết kiệm của lý tôn, hai thanh kiếm này có lẽ là vũ khí thời nhà nguyên, kiếm của mình đã nứt nẻ cả đống, nhưng hai thanh này lại không bị hư hại gì cả, thể vàng một triệu, Thầy bạc một trăm nghìn, tổng cộng là ba triệu rưỡi, he he, mạc thiếu bắc à, tiền này là mày bỏ ra mua mạng sống của tao, tao sẽ dùng nó thật tốt, cái gì đây, thanh gươm bóng đêm, kỹ năng kiếm thuật của cấp lục đồng, chú thích cấp bậc kỹ năng kiếm thuật, bật cấp hắc thiết, cấp lục đồng, cấp bạc, cấp vàng, vật phẩm tốt, kỹ năng kiếm thuật có thể hoàn toàn phát huy được hết sức mạnh của tài năng kiếm thuật. Đây chính là những gì mình cần nhất hiện giờ, nhanh thử nó rồi tu luyện thôi nào. Trang đầu tiên Đợi đã, sao Diệp Vũ vẫn chưa về nữa, vì mặc thiếu bắc đã phái người đến để ám sát mình, nghĩa là hắn phải biết hết tất cả mọi thông tin của mình rồi, điều đó có nghĩa, Diệp Vũ cũng có thể bị ám sát. Diệp Vũ A, à, Xin em hãy bình an, trường trung học cơ sở thông thường của khu vực thành phố cấp thấp. Sau một hồi lao điên cuồng đến trường của Diệp Vũ cậu cũng đến ngoài cổng trường. Diệp Vũ, em đâu rồi? Nơi này là trường học thông thường, sẽ không có việc một người có sức mạnh sẽ thản nhiên mà giết người ở đây, nhưng loại người như như Mạc Thiếu Bắc, liệu hắn ta có làm theo danh giới của chiến binh hay không? Đừng di chuyển. Không, giờ mày mới là người không nên động đấy. Anh trai, là em đây. Xúc xích nướng của cháu đây, cầm lấy. Cháu cảm ơn. Đúng rồi anh ơi, tối nay anh muốn ăn gì, em nấu cho anh ăn. Chuyện này hả? Nấu món thịt nhúng sở trường của em đi, bị theo dõi rồi à? Này anh ơi, cơm xong rồi, mau bưng thức ăn này, tới ngay. Diệp Vũ, em giải câu này đi. Vâng ạ, à. Diệp Thiên đang đứng ở tòa nhà đối diện trường quan sát âm thầm bảo vệ Diệp Vũ. Ba ngày liên tiếp dám để mắt đến Diệp Vũ, chúng mày đi quá giới hạn rồi, đi rồi ư? Đi theo kẻ đó. Cậu dùng thiên phú tốc độ bám theo chiếc xe đen đến một công trường thì thấy chiếc xe dừng lại. Ở đây à, Mạc Thiêu Bắc, hự, á. Cậu, cậu chủ Mạc, tôi không có tiền thật mà, có tiền rồi tôi nhất định sẽ trả cậu ngay, tha cho tôi đi, nếu bây giờ ông không trả thì ngày mai tăng gấp đôi nhé. Dù sao thì tiền của tôi cũng không dễ mượn đâu, ông thấy đúng không, lãi của cậu thật sự quá cao, tôi không trả nổi, tôi trên có già dưới có trẻ, xin cậu tha cho tôi đi, cậu chủ, tôi về rồi có tin tức gì của sát thủ ám ảnh không tôi không thể liên lạc được với tên sát thủ đó để tôi liên lạc lần nữa thông qua những người khác xem sao quả nhiên là sát thủ do mặc thiếu bắc phái tới có phải có người cảm thấy tiền của con cháu gia đình quyền quý bọn tôi dễ lừa lắm hả không dám thuộc hạ một lòng làm việc cho cậu chủ chưa bao giờ nghĩ như thế cậu chủ ông ta tắt thở rồi vứt đi đúng rồi em gái của diệp thiên thì sao đã nghĩ ra nên xử lý thế nào chưa vốn dĩ tôi dự định giao cho một người bạn mới ra tù nhưng bây giờ xem ra người khác làm việc không ổn thỏa, tôi sẽ tự mình đi xử lý, xin cậu chủ yên tâm. Bất ngờ Mạc thiếu Bắc tung một đòn đánh về phía vệ sĩ của mình. "Cậu chủ, cậu, tại sao?" "Đây chính là trừng phạt cho việc làm không tới nơi tới chốn." Nguyên Vũ khí. Diệp Thiên lấy vũ khí ra một đòn vung xuống ngắm thẳng cổ Mạc thiếu Bắc, hắn còn chưa kịp phản hứng lại thì đã người một nơi đầu một nơi, nhanh gọn lẹ giải quyết xong Mạc thiếu Bắc. "A a a, thiếu gia, thiếu gia bị người khác giết rồi." Thiên Phú ám ảnh ẩn giấu hành tung, may là Lý Tôn, sao lại là mày, sao mày lại có, thiên phú ám ảnh, tao đã từng điều tra mày, mày chỉ là một kẻ vô dụng thiên phú nhược đẳng, sao lại có thể giết chết thiếu gia bằng một đòn được, Lý Tôn đi đâu rồi, nói đi, thằng khốn, giết thiên mặt lạnh lùng không thèm trả lời, cậu lao lên vung kiếm bổ xuống, mày không thể giết tao, cũng chỉ một chiêu tên vệ sĩ cũng đã đi bán muối, cậu lấy một tờ giấy của sát thủ ám ảnh lúc trước cậu giết lấy được ném lại hiện trường làm đánh lạc hướng người mặc ra tao không phải là con cừu nhỏ để mặc cho người ta chém giết đâu có trách thì chỉ trách chúng mày chọn nhầm đối tượng bắt nạt thôi một tiếng sau là ai rốt cuộc là kẻ nào là kẻ nào giết chết con trai ta thập trưởng lão nhặt được cái này ở hiện trường có lẽ hung thủ là một sát thủ ám ảnh thuê cả sát thủ ám ảnh sao tàn độc đến mức này mạc lão mạc trường thanh lão tổ của mạc gia căn cứ lâm hải đại võ giả duy nhất của mạc gia chú thích cấp bậc võ giả võ đồ võ giả tinh anh võ giả, đại võ giả, tông sư, lão tổ, lão tổ, con trai của tôi chết rồi, thiên tài mặc ra chúng ta, chết rồi, ta biết rồi, ngươi đứng dậy nói chuyện đi, lão tổ thiếu bắc vừa mới đột phá võ giả cảnh, vừa ăn xong tiệc chúc mừng của ngài xong, vốn dĩ thằng bé có thể trở thành đại võ giả, đáng lẽ nó có thể chấn hương mặc ra ta, bây giờ lại gặp phải kết cục thê thảm như thế này, thật sự là, đúng thế, thằng bé là hy vọng đời sau của mặc ra ta. Nếu có đại võ giả thứ hai xuất hiện ở mạc gia chúng ta, chắc chắn địa vị tại căn cứ Lâm Hải của chúng ta sẽ tăng mạnh, nên là con trai tôi không thể chết một cách huống phí được. Xin lão tổ hãy báo thù cho thiếu bắc, sát thủ ám ảnh, chắc chắn là mấy gia tộc có thù với chúng ta làm rồi, chính bọn chúng thuê sát thủ ám ảnh. Lão tổ của Mạc Gia giơ tờ giấy lên ánh sáng chợt thấy một ký hiệu nhỏ gì đấy ở góc tờ giấy, thiết nha. Căn cứ thiết nha, đúng thế, căn cứ thiết nha mạnh hơn căn cứ Lâm Hải chúng ta nhiều. Lão tổ Mạc Gia nghi ngờ gia tộc nào đó trong căn cứ Lâm Hải chúng ta đang âm thầm cầu kết với căn cứ Thết Nha giết chết cao thủ thế hệ trẻ, sau đó thôn tính căn cứ Lâm Hải. Nghe nói Mạc Thiếu Bắc vừa đột phá võ giả cảnh đã bị bọn chúng giết chết rồi, bị người ta chặt đầu luôn, tốt quá rồi. Xem ra không ai phát hiện được là do mình làm, Mạc Thiếu Bắc đột phá võ giả cảnh sau người đầu tiên bị hắn ta xử lý chắc chắn là cậu, bây giờ lại bị người ta hốt sắc rồi. Số cậu đỏ thật đấy, tấm khăn khó nó có chữ ám, của Lý Tôn vốn là do mình cố ý vứt lại hiện trường dùng để chuyển sự chú ý của Mạc ra sang chỗ khác, nhưng mà lão tổ Mạc ra gì đó lại phát hiện ra ký hiệu của căn cứ Thiết Nha trên tấm khăn đấy, lẽ nào mình chó ngáp phải rồi, tìm ra được âm mưu của căn cứ Thiết Nha thật à, hay là lão già đó tự dựng chuyện, cố ý khơi lên mâu thuẫn của hai căn cứ? 4 giờ sáng hôm sau, Diệp Thiên đã dậy chuẩn bị đồ để tranh thủ thời gian đến khu hoang dã tu luyện tìm thiên phú mới. Anh vẫn làm ồn khiến em tỉnh à? Mới sáng sớm anh định đi đâu thế? Anh chuẩn bị đến khu hoang dã tu luyện một mình phải tranh thủ thời gian nâng cao thực lực mới được nhưng rõ ràng anh mới về nhà được có mấy ngày bây giờ lại ra ngoài còn đi một mình nữa chứ đừng đi được không hoặc là anh tìm thêm vài người bạn đi em yên tâm đi diệp vũ ngoan ngoãn ở nhà đợi anh diệp vũ anh nhất định phải về nhà sớm đấy ừm nghe nói ở đây có hung thú cấp cao nhưng mà với thực lực hiện tại của mình thì chỉ có thể lén săn một số hung thú cấp thấp ở vòng vây ngoài thôi không thể kinh động đến những con hung chú cấp cao đó được lần này đến lượt mình đột phá võ giả cảnh rồi chuyện gì thế động đất hả không đúng là hung thú cửa sổ trạng thái hung thú thiết giáp nghiêu. thiên phú huyết mạch nhược đẳng thiên phú phòng ngự thứ đẳng thiết giáp nghiêu. thiên phú phòng ngự thứ đẳng à phát hiện ra mình rồi sao tới đúng lúc lắm cậu cũng nhanh chóng bỏ hành lý xuống nhảy lên lao tới nghiên chiến với nó cậu lấy kiếm chém xuống nhưng nó dựng lớp phòng ngự quá kiên cố cậu không chém qua được lực phòng ngự này mạnh quá oái á đúng là thiên phú hàng xị thiên phú phòng thủ cấp tân binh sẽ là của tao ngay thôi diệp thiên dùng thiên phú tốc độ lao lên ngắm thẳng phần đầu nó tấn công cho là sinh vật nào đi chăng nữa thì điểm yếu vẫn là nơi đó thôi hai tay lấy ra hai thanh kiếm tôi mắt bất ngờ kiếm của cậu không thể xuyên qua lớp phòng thủ của nó mình không thể phá vỡ nó cậu dùng kiếm liên tục công kích lớp phòng thủ nhưng vẫn không được thậm chí kiếm đã xuất hiện vết nứt chỉ làm một thiên phú phòng thủ cấp tân binh thôi mà lại mạnh đến vậy kiếm của cậu gãy vụn nhưng lại càng làm diệp thiên thêm phấn khích diệp thiên trực tiếp dùng tay không đấm vào lớp phòng thủ nhưng cậu bị phản đòn lại tiếc ghê đếm ngược thời gian hồi chiêu sao chép sức mạnh 16 ngày con bò bọc thép này có lẽ còn yếu hơn sói răng bạc nữa nhưng lại mạnh hơn rắn vầy hung bạo nhưng kích thước nó bự quá mình chỉ cần tìm được điểm yếu và lén tấn công vào đó mình có cơ hội để chiến thắng kích hoạt sức mạnh bóng tối Cậu dùng sức mạnh ám ảnh lao lên cùng với thanh kiếm còn lại tấn công liên tục nhưng lớp phòng thủ của nó vẫn không làm sao cả. Sức mạnh bóng tối, thật hữu dụng, nó thậm chí còn không nhận ra là mình đang tấn công nó nữa. Nhưng kể cả tài năng kiếm thuật cũng không si nghe gì với cái phòng thủ này cả. Điểm yếu ở đâu nhỉ? Thiên phù phòng thủ này không có chút sơ hở nào cả. Rắc rối thật, ép, hệ thống phòng thủ chỗ này thật yếu. Có lẽ nào đít nó là điểm yếu, mình phải thử chút thôi. Hề hề hề, nghĩ xong cậu thực hiện nay. Cậu lao lên tấn công từ phía sau đứt nó dùng hết sức mạnh thật sự đã xuyên qua được lớp phòng thủ của nó Cuối cùng cũng hạ được con hung thú thiết giáp ngưu. Quản yên sau khi chết có thể cắm dao vào được Diệt thiên nhanh chóng thu thập máu và những vật phẩm giá trị trên con hung thú Xem ra cho dù có dùng bao nhiêu thiên phú lợi hại Cuối cùng chết cũng là hết thôi Lớp da trâu này chắc đáng giá lắm nhỉ Mắt châu, bi châu gì đó cũng phải lấy hết Nhưng mà thứ đắt tiền nhất chắc là cặp sừng nhọn này Hát gì tìm một nơi yên tĩnh bắt đầu thu luyện thôi. Máu hung thú tươi, đậu phộng em gái gói cho, việc đột phá võ giả cảnh nhờ cả vào tụi bay rồi đấy. Diệp Thiên uống huyết thú ăn đậu phộng bắt đầu tu luyện quyết tâm phải đột phá. 12 ngày sau, cậu lờ mờ thấy dấu hiệu sắp đột phá thành công. Ư -a, a a a a, năng lượng mà cậu phát ra khi đột phá võ giả thành công tỏa ra cả một vùng trời. Cô chủ cô xem, nơi hoang vu hẻo lánh này mà cũng có người đột phá võ giả cảnh kìa. Thú vị, cảm, cảm giác sức mạnh dâng trào này, đây chính là võ gia cảnh thiết giáp ngưu hơn 20 ngày trôi qua chắc là thời gian hồi cũng đã kết thúc rồi đi sao chép trên phú phòng ngự trước đã bảng trạng thái trạng thái đối tượng sao chép không hoàn chỉnh không thể hoàn thành việc sao chép xin hãy chọn đối tượng trạng thái hoàn chỉnh rồi tiến hành sao chép còn có quy định này nữa hả hầy đúng là không nên cắt xẻ mày ra sớm như thế cô chủ con hung thú này chắc không phải do cậu ta giết đâu nhỉ khi nãy cậu ta vừa đột phá võ cảnh còn con hung thủ này đã chết rất lâu rồi có lý lắm lúc con hung thú này chết, cậu ta vẫn còn là một võ đồ, không thể nào giết chết hung thú được, thân phận võ đồ mà dám bước vào núi nhặt nhạnh phế phẩm, tên này to gan thật, vào núi 10 ngày rồi, phải tắm rửa sạch sẽ đã rồi hãng về nhà, cô chủ, cậu ta rửa trò đổi bại, đừng nhiều lời, mau đi thôi. Căn cứ Lâm Hải, chợ võ giả, hình như đây là cửa hàng lớn nhất chợ, võ các, vào trong xem sao, hả, chẳng phải đó là tên ở khu hoang dã sao, cậu chợt nghĩ đó là em gái mình. Diệp Vũ, Em gái, em gái, anh ta đang gọi mình sao? Không đúng, sao Diệp Vũ có thể xuất hiện tại đây được? Cô gái này là thiên tài thật sự, bảng trạng thái nhân loại, nhạc linh, thiên phú tu luyện cao đẳng, thiên phú kiếm pháp trung đẳng, thiên phú tốc độ thứ đẳng. Này, gọi ai là em gái đấy? Cái tên nhặt phế liệu nhà anh to gan quá rồi đấy. Nhặt, nhặt chế liệu, mình tắm rửa rồi mà, lẽ nào vẫn còn mùi à? Tiểu Ngọc, đừng ăn nói lung tung, à à, suýt nữa là lỡ lời rồi, em nói với anh ta. Sau đó thế này, thế này, ừm ừm, ngài võ giả, khi nãy tiểu Ngọc thất lễ rồi, cô chủ nhà chúng tôi đã dạy tôi một bài học rồi, xin ngài bỏ qua cho. Cô chủ nhà cô, cô chủ có việc nên về trước rồi, chẳng phải anh đã định đến võ các bán nguyên liệu sao? Cô chủ nhà tôi chính là quản lý của võ các. Khi nãy là tôi lỡ lời, để thể hiện sự hối lỗi của chúng tôi, cho dù anh muốn bán thứ gì chúng tôi cũng sẽ mua lại với giá gấp đôi. Gấp đôi? Đúng thế, mới vào. Wow, toàn là đồ xịn không hổ là cửa hàng lớn nhất chợ võ giả, Ngài võ giả, mời dùng trà. Cảm ơn, sừng của thiết giáp ngưu ra 2, 4, 6, 7, tổng cộng trả ngài 200.000. Nếu gấp đôi thì ngài có thể bán được 400.000 đấy, 400.000, thành, thành giao. Tiền hơi dễ kiếm quá rồi đấy, đây là 4 tấm thẻ bạc mệnh giá 100.000, ngài cần lấy đi. Cảm ơn, nếu nhìn thấy nhiều thế này chắc chắn Diệp Vũ sẽ rất vui, ngài võ giả. Cô chủ chúng tôi còn bảo để thể hiện thành ý với ngài, nếu như ngài muốn mua gì đó thì chúng tôi sẽ giảm giá 50% hết. Nếu vậy thì tôi không khách sáo đâu nhé. Nhưng mấy món này đắt quá. Thảo nào việc tu luyện của võ giả bị các gia tộc lớn độc quyền hết. Nguyên lực đoạn thể pháp, máu hung thú trung cấp 150.000, máu hung thủ cao cấp, thanh nguyên dịch. Người thường làm sao mua nổi nguyên liệu tu luyện, một quyển nguyên lực đoạn thể pháp, một quyển tư liệu hung thú, ba lọ máu hung thú trung cấp, ba lọ thanh nguyên dịch. Mua những thứ này trước vậy. Vâng xin đợi chút sau khi giảm 50% những món này có giá là 785.000, làm tròn luôn cho ngài, ngài đưa 700.000 là được ạ. À? Đây, một tấm thẻ vàng mệnh giá 1 triệu, may mà moi được số tiền lớn từ tên sát thủ ám ảnh kia, tiền thối của ngài đây, ngài nhận và kiểm tra đi nhé, nhưng mà võ các cho mình ưu đãi lớn thế này. Chắc chắn không phải vì một câu nhặt phế liệu thôi đâu, nhưng một kẻ nghèo như mình thì bọn họ nhìn chúng thứ gì ở mình nhỉ, không có gì muốn nói cả sao, vậy tôi đi thật đấy nhé. Ngài võ già, xin dừng bước. Quả nhiên chẳng đơn giản như thế, còn có chuyện gì à? Cô chủ chúng tôi cũng là quản lý của võ các này, muốn gặp mặt ngài, không biết ngài võ giả có tiện không, mời cô dẫn đường. Ngài võ giả, mời, giống quá, thật sự là quá giống, tự giới thiệu một chút, căn cứ Ma Hải, Nhạc Linh, chú thích, Nhạc Linh, võ giả tinh anh cảnh giới đỉnh phong, tới từ căn cứ Ma Hải, quản lý cửa hàng võ các chi nhánh tại căn cứ Lâm Hải, sau chép thiên phú tu luyện cao đẳng thành công, căn cứ Lâm Hải Diệp Thiên. Mời ngồi, cảm ơn, những người có thể bước chân lên lầu 2 của võ các đều được gọi là quý khách, Diệp Thiên tôi. Xuất thân tập thường, không liên quan gì đến những gia tộc quyền quý kia thì quý ở chỗ nào chứ? Anh nói đúng, anh quý ở chỗ có xuất thân bình dân. Quý ở chỗ không liên quan gì đến những gia tộc quyền quý, cô ta bình tĩnh thật, không hoạt bác thích cười như Diệp Vũ, mời dùng trà. Có gì tôi nói thẳng nhé, Mục đích mời anh uống trà chính là muốn đích thân mời anh. Gia nhập võ các của chúng tôi đi. Anh ơi, gia nhập võ các đi mà. Trời đất, mình chưa bao giờ từ chối yêu cầu mà gương mặt này đưa ra. Tôi có hơi không hiểu. Căn cứ Ma Hải là một căn cứ quy mô lớn. Thực sự sâu không lường được. Căn cứ quy mô lớn át hẳn không bao giờ thiếu nhân tài nhỉ. Huống chi, tôi chỉ là một một võ giả sơ cấp mà thôi. Sở dĩ căn cứ quy mô lớn có thể trở thành căn cứ quy mô lớn, không phải là vì không bao giờ thiếu nhân tài, mà vì luôn luôn cần đến nhân tài có có lý lắm không ngờ một cô gái có vẻ trẻ tuổi mà lại ăn nói thuyết phục như thế không hổ là người cứ từ căn cứ lớn tới cô em gái ngốc nghếch của mình chẳng nói được những lời thế này đâu anh còn do dự điều chi nữa đây là cơ hội tốt đấy con cháu tinh anh của các gia tộc lớn đều muốn leo lên được nhánh cây cao là căn cứ ma hải cô chủ chúng tôi còn không thèm nhìn tới kìa đúng thế đây đúng là một cơ hội tốt nhưng mà gia nhập bất cứ tổ chức nào cũng sẽ phải chịu ràng buộc từ tổ chức một khi người khác phát hiện ra năng lực đặc biệt của mình chắc chắn mình sẽ chết không có đất chôn thây cho nên trước khi giải quyết được vấn đề này chỉ có thể cố gắng duy trì sự độc lập thôi anh do dự à tôi rất muốn biết tại sao anh lại do dự trời đất đúng là khó từ chối gương mặt này thật xin hãy nói cho tôi biết tôi cũng không nói rõ được lấy lời đồn về việc căn cứ thiết nha xâm nhập lần này ra làm ví dụ nhé bởi vì chuyện này mà các gia tộc lớn gặp nội loạn tôi mới được sống những ngày bình yên lần nữa tôi không muốn trở thành người giống như bọn chúng cũng không muốn phục vụ cho những kẻ ấy, thì ra trong mắt anh, tôi giống với bọn chúng. Không giống nhau sao? Hay là thế này đi, anh có thể quan sát một khoảng thời gian, khoan trả lời tôi đã, dù sao tôi cũng là người kiên nhẫn mà. Võ giả, võ giả là cái gì? Thiên phú lại là cái gì? Những người võ giả nắm giữ thiên phú trong tay có còn nhớ rõ sứ mệnh ban đầu của võ giả hay không? Chẳng phải võ giả nên bảo vệ dân thường à? Chú có thể đá quả bóng cho chúng cháu được không? Tại sao ngoài nỗi sợ hung thú ra? Bọn họ còn phải chịu đựng sự hà hiếp từ một số võ giả nữa, chưa đủ cao, mình vẫn đứng chưa đủ cao, mình cần trở nên mạnh hơn, cửa sổ trạng thái, sao chép thiên phú tu luyện cao đẳng thành công, có dung hợp không? Có hoặc không, phải đứng ở nơi cao hơn nữa, dung hợp. Diệp Vũ, anh về rồi đây, anh, cuối cùng anh cũng về rồi, 20 ngày không gặp, hình như anh cường tráng hơn nhiều thì phải, đó là tất nhiên, anh trai em đã là võ giả rồi, võ giả, Diệp gia có võ giả rồi tốt quá đi thôi, Diệp ra được nở mày nở mặt rồi, vạn tuế, vạn tuế, ngốc nghếch, đợi thiên phú của em thức tỉnh rồi, em cũng sẽ trở thành võ giả thôi, sau này gặp được báu vật thích hợp, anh sẽ tiếp tục giúp em nâng cao thiên phú, cửa sổ trạng thái, nhân loại diệt vũ, thiên phú tu luyện trung đẳng, thiên phú hàm đăng sơ đẳng, chưa thức tỉnh, tới đây nào, ông anh võ giả, để em cắt tóc cho anh nhé, hả, anh nhìn cái đầu của anh kìa, khác gì cái ổ rơm không, trở thành võ giả rồi lại càng phải chăm sóc tốt cho bản thân hơn, anh hiểu không? Ngồi yên nhé, em bắt đầu đây, được thôi, nhờ cả vào em đấy, cắt theo cái kiểu ngày xưa là được. Yên tâm đi, dù sao em cũng chỉ biết mỗi một kiểu đó thôi, thời gian trôi qua nhanh thật, từ sau khi bố mẹ qua đời, Diệp Vũ luôn là người cắt tóc cho mình. Anh, em vẫn không dám, hay là mình tới bệnh viện đi, vết thương nhỏ thôi không sao, đi bệnh viện phải tốn tiền, bị người ta đánh mấy cái thôi mà, không sao đâu, em giúp anh cắt ngắn tóc, sau đó băng bó lại là được rồi. Nếu anh có được năng lực của sứa bất tử thì tốt quá. Sứa bất tử, năng lực gì cơ? Anh quên rồi hả? Ở trong câu chuyện cổ tích anh đọc cho em nghe đó. Sứa bất tử có khả năng tự hồi phục. Sau khi bị thương, loáng một cái là nó sẽ khỏi ngay. Mấy thứ trong chuyện toàn là lừa trẻ con thôi. Sao em vẫn còn tin chuyện đó chứ? Anh không hiểu. Là thật, thật mà. Được rồi, anh biết em lo lắng cho anh. Biết đâu đợi thiên phú của anh thức tỉnh rồi anh sẽ có thiên phú chữa lành thì sao? đến lúc đó sẽ không bao giờ bị thương nữa có thể bảo vệ được diệp vũ rồi đúng thế sứa bất tử đừng có ngọ nguậy, cắt hỏng bây giờ anh chạy đi đâu thế còn chưa cắt xong mà cuốn đồ dám bảo vật mua lần trước sứa bất tử sứa bất tử sứa tìm thấy rồi sứa bất tử hung thú sinh sống trong nước thiên phú chữa lành địa điểm phân bố hồ tử vong anh lầm bẩm cái gì thế sao em nghe được cái gì đó không bình thường nhỉ nếu mình có thể sao chép được thiên phú chữa lành sau này sẽ không sợ bị thương nữa, Diệp Vũ cũng sẽ không cần lo lắng. Sứa bất tử, chẳng phải đó là loài vật trong chuyện cổ tích à, mấy thứ trong chuyện toàn là lừa trẻ con thôi. Không, có một số câu chuyện là thật đấy. Được rồi, Lê Mông lại đây cắt tóc mau lên, rốt cuộc phương pháp luyện thể mà chỉ võ giả mới có thể tu luyện sẽ mạnh đến mức nào đây. Võ giả sơ kỳ tôi luyện da rẻ, võ giả trung kỳ tôi luyện cơ thịt, võ giả hậu kỳ tôi luyện xương cốt, thử trước đã đã xem sao, không so sánh không có đau thương mà. Tốc độ hấp thu nguyên khí lúc trước chẳng khác nào dù bỏ cả, thử cộng thêm hiệu quả của máu hung thú trung cấp xem, chuyện này, tốc độ tăng vọt lên gấp 3 lần, đỉnh quá. Ở nhà tập trung tu luyện trước đã, đợi thời gian hồi kết thúc mình sẽ đến hồ tử vong, đến ngược thời gian hồi sao chép thiên phú 30 ngày, tìm sữa bất tử để sao chép thiên phú chữa lành. Võ Các Chào mừng quý khách, là hắn ta, cái tên nhặt ve chai đó, ngài võ giả ngày tới rồi, chắc chắn là ngày tới tìm cô chủ nhà chúng tôi đúng không? Không, tôi mua đồ, người đẹp vì lụa, hình như bây giờ trông hắn ta cũng khá đẹp trai. Xin lỗi nhé, ngài mua đồ thì mời sang bên này, chỗ các cô có bản đồ của hồ tử vong không? Có chứ, có chứ, ngài đợi một chút, để tôi tìm. Đây, không sai chính là cái này, chắc chắn mình có thể sao chép được thiên phú xịn sò ở chỗ này. Bao nhiêu tiền, cái này, cần 30.000 tệ, tôi lấy nhé. Vâng, hắn ta lại định đến địa điểm mới nhặt ve chai à nhưng cô chủ từng bảo hồ tử vong có rất nhiều hung thú thủy sinh đáng sợ, cho dù là võ giải tinh anh cũng rất khó sống sót. Hy vọng hắn ta đừng gặp chuyện gì, lấy được bản đồ Diệp Thiên cấp tốc khởi hành đến hồ tử vong ngay tức khắc. Hồ tử vong đúng là nơi rừng thương nước độc, chắc chắn mình có thể sao chép được thiên phú xịn sò ở đây, xem ra nơi này đã bị bỏ hoang lâu lắm rồi. Bầu không khí kỳ dị bao vây, cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có nguy hiểm, bất chờ từ mặt hồ một cái cột nước xuất hiện. Hung thú à, mình phải cẩn thận trước đã quan sát rồi tính sau thiên phủ ám ảnh cậu nhanh chóng tìm chỗ nấp quan sát tình hình bớt cụ đó là thứ gì lấy được rồi cô chủ đi mau thôi cùng đi nào là cô ta không kịp nữa rồi hai người họ bị hung thú đuổi giết đó là hung thú đỉnh cấp hung thú đỉnh cấp á tôi kiềm chân nó cô chủ đi trước đi á nhưng mà tiêu rồi không ngờ đằng sau cũng có đúng là phiền phức xem ra mình không thể không ra tay Mở đầu tập này là cảnh Nhạc Linh đang bị hung thú cá sấu đuổi giết trên tay cô ấy là bảo vật gì đó, cô chủ cẩn thận. Bí thuật. Mở, Nhạc Linh dùng bí mật gì đó làm sức mạnh của cô ấy được tăng lên gấp mấy lần, cô quay lại dùng kiếm chém đôi con cá sấu. Bí thuật đó là thứ gì, sao lại lại lợi hại, đến thế, kinh khủng quá, đây không phải là trận chiến mà một võ giả sơ cấp như mình có thể nhúng tay vào. Nhạc Linh vốn ở cảnh giới võ giả tinh anh đỉnh phong rồi. Dường như sau khi mở bí thuật cô ấy đã có được sức mạnh của đại võ giả. Mười mình cũng chẳng phải là đối thủ của cô ấy. Chân của ta, cô chủ chạy mau đi. Thời gian của bí thuật không kéo dài được bao lâu nữa. Đồ vật quan trọng hơn, cô không đi thì mười anh em hy sinh nằm lại dưới nước kia đã chết vô ích rồi. Chết tiệt, còn có người mười người chết nằm lại dưới đó. Rốt cuộc là báu vật gì? Mà khiến bọn họ phải dốc hết sức như vậy. Thôi chết. Bí thuật hết thời gian rồi, bí thuật của nhạc linh thời gian tác dụng đã hết cô ấy dường như mất hết sinh lực liền ngã ra đất. Ai, rốt cuộc trong này là bảo bối gì, đừng, đừng động vào, đừng ư ừ rồi, không cướp của cô ha, đúng là lũ phiền phức, đắc tội rồi, tôi cảm thấy nên tìm một hang động trốn vào thì hợp lý hơn. Cô thấy sao? Không lên tiếng tức là đồng ý nhé." Diệp Thiên nhanh chóng rời khỏi hồ tử vong kiếm một nơi trú chân, "Giống em gái mình quá chừng, chỉ khác mỗi nốt ruồi lệ thôi, không trả ra được là thật hả?" Vẫn chưa tỉnh, nữ nhân này rốt cuộc hôn mê trong bao lâu nữa? "Ư, ừ, tỉnh rồi, đau quá." Diệp Thiên là anh đã cứu tôi sao? Trùng hợp gặp thôi. Cảm ơn quần áo của anh, khách khí rồi, lại dám một mình tới hồ tử vong, quả thật là có chút bản lĩnh, người như vậy mình nhất định phải thu nhận vào võ các. Chói mắt quá, cô làm cái gì vậy? Xem tôi dọa anh kìa, cái này gọi là quang thạch, có thể cất giữ ánh sáng hoặc thả ánh sáng ra, cứ xem nó như là đèn thôi. Thứ này cô biến từ đâu ra vậy? Hình như anh có rất hứng thú với cái này, đợi tôi uống thuốc trị thương xong, sẽ nói chi tiết với anh lẽ nào là thiên phú của loại hình không gian nào đó nhưng mà trong mấy thiên phú này không hề có không gian thiên phú ta chữa xong rồi nhanh đứng dậy ừ ừ không phải anh muốn biết thứ này từ đâu biến ra sao anh nhìn cho kỹ đây đây chỉ là hộp đồng đen mặc dù còn lớn hơn cái túi này rất nhiều nhưng tôi hiểu rồi căn bản không phải là không gian thiên phú gì cả mà là bảo vật của không gian thuộc tính không sai thế nào có thích không muốn học không chỉ cần anh gia nhập võ các tôi sẽ đưa anh đi tới căn cứ đưa anh đi mệt rồi ngủ thôi, khốn kiếp, anh hãy đợi đấy, lão lương sớm muộn cũng sẽ xử anh, túi không gian. Thuốc trị thương anh đặc hiệu thôi mà, đợi mình phục chế không gian thiên phú và thiên phú làng lại, đương nhiên sẽ không thèm nữa, nhưng vấn đề là cô ta quấy nhiễu hồ tử vong. Trong khoảng thời gian ngắn rất khó yên bình rồi, sáng hôm sau, đi rồi ư, hửm, thứ gì vậy, vốn dĩ là ở trong sơn động, đây là đoàn thể pháp nguyên lực trung cấp. 10 bình máu hung phú cao cấp, 10 tấm thẻ vàng mệnh giá 100 vạn là do cô ta để lại sao? thanh yêu nhé những thứ này đủ để mình tu luyện thành võ giả tinh nhanh rồi nếu đã vậy thế thì thay đổi kế hoạch trước tiên phải thăng lên võ giả tinh anh sau đó xuống hồ tìm sứa đèn pha 4 tháng sau sau khi dùng hết tài nguyên mà nhạc linh để lại cuối cùng diệp thiên cũng thăng cấp thực lực đột phá thành công bắt đầu thực hiện kế hoạch sao chép sứa đèn pha bắt đầu săn giết 11 tòa mộ mới tôi nhất định là nhạc linh lập ra hung thú nhiều như vậy mấy người chết này e là đến ngay cả xương cũng không còn Nhạc Linh trước khi đi cũng không quên lập mộ cho họ, cũng xem như là người có tâm, cái dù này mình nhớ là bọn họ dùng khi lặn, không biết có thể dùng hay không. Oa, wow, đây là lớp màn che nước. Đúng là một thứ tốt, có cái này nhảy vào nước cũng không vấn đề gì. Diệt Thiên không chần chừ lao thẳng xuống hồ, có được cái dù này rồi, tốc độ ở dưới nước lại trở nên nhanh hơn, Thiên phú ám ảnh, gọi là cái gì vậy? Chủng loại hồ trào ngư, Thiên phú huyết mạch trung cấp, đây là hung thú trung cấp, nguy hiểm thật suýt chút nữa bị phát hiện rồi tiếp tục lặn đây chính là nơi sâu nhất ở dưới đáy hồ ở đây thật sự có sứa đèn pha bất ngờ cậu bị tấn công là thứ gì vậy đây là cửa sổ trạng thái chủng loại sứa đèn pha thiên phú huyết mạch sơ cấp thiên phú chữa lành đỉnh cấp sứa đèn pha nó lại tấn công về phía diệp thiên cậu liền rút kiếm ra vung chém vào xúc tua của nó nó đau quá kêu lên lành nhanh thật không hồ danh là thiên phú chữ lành đỉnh cấp lần này nó tấn công diệp thiên cậu trực tiếp dùng tay không chạm vào xúc tua của nó phục chế thành công thiên phú chữa lành đỉnh cấp diệp thiên bị nó hất văng ra xa a a a ha ha đã lấy được thiên phú chữa lành đỉnh cấp rồi bất ngờ nó phóng chất độc về phía diệp thiên cậu dùng chiếc ô chặn lại nhưng chiếc ô của cậu bị chất độc ăn mòn hỏng hoàn toàn á à, đáng ghét dù hư rồi lớp màn che chống nước không thể duy trì được nữa lại là một đống sứa đèn pha ư thiên phú chữa lành đỉnh cấp đã tới tay không cần thiết phải đeo bán với đám xúc sinh này nữa chạy đúng là khó đối phó thật thiên phú tốc độ công suất lớn nhất diệt thiên bỏ chạy thục mạng sau đó cậu trốn vào một cái hang gần đó cuối cùng đã thoát ra ngoài rồi trước tiên dung hợp thiên phú là quan trọng nhất bảng trạng thái thành công phục chế thiên phú chữa làng đỉnh cấp có muốn dùng hợp không có hoặc không có số lần phục chế nhiều rồi cơ thể đã quen với loại đau đớn này rồi thành công dùng hợp thiên phú chữa lành đỉnh cấp nhân loại diệt thiên thiên phú tu luyện cao đẳng thiên phú tốc độ sơ đẳng thiên phú đao pháp trung đẳng thiên phú ám ảnh sơ đẳng thiên phú chữa lành đỉnh cấp quá trình dung hợp còn đơn giản hơn so với mình nghĩ tóm lại phải thí nghiệm một chút độc dịch của sứa đèn pha cũng là kịch độc người bình thường nhiễm một chút thì sẽ đi về mình cực lạc cậu dùng thiên phú chữa lành khôi phục bàn tay sau đó cậu liên hoàn đấm vào vách động kiểm tra thiên phú thiên phú chữa lành lại hoàn toàn không có di chứng đúng là thiên phú biến thái nhưng mà bây giờ mấy loại thiên phú này cơ bản đều là thiên phú kiểu hỗ trợ muốn đấu lại với người mạnh hơn nhất định phải phục chế ra thiên phú loại công kích đã đến lúc quay về rồi, đại lực hùng, bình thường, chim lửa cũng chẳng ra sao cả. Đừng động đậy lung tung, đi liền mấy chục ngày đúng là quá đáng thật. Ha ha, xin lỗi, Diệp Vũ, hửm, kiến thần lực, hung thú cấp thấp, sở trường sức mạnh, thông thường sẽ xuất hiện với hình thức tộc quần. Khi phát động công kích quần thể, đại võ giả cũng khó chạy thoát, chính là nó rồi. Hoan nghênh quý khách đến võ các, xin chào, xin hỏi anh cần gì, ây ra, là võ giả đại nhân, đã lâu không gặp, hôm nay mua cái gì kiến thần lực, xác hoàn chỉnh, kiến thần lực, ngâm rượu uống sao, rất tốt cho sức khỏe đấy, tôi nhìn yếu lắm sao, chúng tôi không có kiến thần lực, nhưng có một tin tức liên quan đến kiến thần lực, không biết anh có hứng thú hay không, ồ, nói xem nghe thử, căn cứ kiểu chung, là căn cứ thiết nha sao, cách căn cứ kiểu chung gần đây, chỉ có căn cứ thiết nha thôi, đúng đúng đúng, chính là căn cứ thiết nha, cách căn cứ Lâm Hải tầm 100km, nhưng mà tôi nhớ, trước đây mạc ra có người chết, Mạc Gia còn nghi ngờ tới căn cứ Thiết Nha, nói căn cứ Thiết Nha muốn xâm nhập gì đó. Đúng vậy, Mạc Gia tới đó điều tra, sau đó căn cứ Thiết Nha giúp Mạc Gia xóa bỏ hiểu lầm. Căn cứ Thiết Nha chính là thông qua từ trong Mạc Gia để liên lạc. Mới đạt tới thỏa thuận mở đường giao thông buôn bán, thì ra là như vậy, có Mạc Gia tham dự, cứ cảm giác sẽ không có chuyện tốt gì, tìm thấy rồi, võ giả đại nhân hãy nhận lấy. Đây là cái gì? Lệnh bài tham gia hoạt động, vốn dĩ là muốn cho tiểu thư của chúng tôi, nhưng chúng tôi là đến từ căn cứ lớn, bắt chúng tôi đi làm thêm cho căn cứ kiểu trục bọn họ mơ đi hai căn cứ chuẩn bị phái một vài võ giả tiến hành xử lý hết hung thú ở đường giao thông buôn bán nếu như anh tham gia hành động lần này lấy được xác của chiến thần lực cũng vẫn có khả năng lâm gia căn cứ lâm hải tuyệt đối là bà chủ cho dù mạc gia cũng phải cúi đầu nghe lời đã đến lúc đi mở mang tầm mắt một chút rồi lâm gia không hổ danh lâm già trong chốc lát đã triệu tập được hơn trăm vị cường giả phải cẩn thận hành động mới được lâm minh chủ tới rồi các vị hoan nghênh mọi người đến tham gia kế hoạch thanh lý hung thú lần này. Chú thích, Lâm Minh Chi, con trai của của Lâm gia chủ hiện tại ở Lâm gia, võ giả đỉnh phong tinh anh. Người của Mạc gia lại gặp nhau rồi. Mọi người đều biết căn cứ Lâm Hải của chúng ta quá nhỏ, tài nguyên có giới hạn, rất khó để làm thỏa mãn nhu cầu tu luyện của mọi người. Có thể giao dịch với cứ địa kiểu chung sẽ đem lại lợi ích mà mọi người khó có thể tưởng tượng được, vì thế mới nói lần hành động này vô cùng quan trọng. Đương nhiên, thanh lý không thú nhất định sẽ có tính nguy hiểm nhất định, nhưng mà chiến lợi phẩm của kế hoạch lần này tuyệt đối sẽ hậu hĩnh hơn bất cứ lần đi săn nào. Lâm gia tuyệt lắm, kia là phong lang đội trưởng. Không biết hắn còn nhớ mình không, vì để mọi người không lo lắng, Lâm Minh Chi tôi có thể ở đây đảm bảo. Trong lần hành động này, bất cứ thứ gì mà mọi người lấy được sẽ hoàn toàn thuộc về bản thân của mỗi người. Tuyệt quá, Lâm gia vạn tuế, còn nữa, nhà của chúng tôi còn chuẩn bị thủ lao khác, cảnh giới võ giả. Mỗi người có thể lấy được 20 phần máu của hung thú cấp trung Ngoài ra cộng thêm 200 vạn Võ giả tinh anh Có thể lấy được 3 phần máu hung thú cấp cao Ngoài ra cộng thêm 1 vạn Nhanh đi đăng ký thôi Chúc mọi người thành công trở về ê ê ê ê. Người nào kiểm tra Mời xếp hàng bên này Người kiểm tra xin mời đặt tay lên đá kiểm tra Có thể kiểm tra ra thực lực thật sự của bản thân Võ giả trung kỳ đạt tiêu chuẩn Người tiếp theo mới kiểm tra Nhạc Linh nói rất đúng Không cần phải làm thêm cho mấy gia tộc lớn kiên nữa Đặc biệt là mạc ra chết tiệt kia, nếu như mình kiểm tra ra được thực lực của võ giả tinh anh nhất định sẽ gây ra phiền phức không cần thiết. Cái máy kiểm tra lấy sức mạnh làm chủ này, nếu như mình nhỏ chút sức mạnh, có lẽ kiểm tra ra cảnh giới thấp nhất, mời đặt tay lên đá kiểm tra. Giữ lại, kiểm tra ra một võ giả hậu kỳ là được rồi, võ giả hậu kỳ đặt tiêu chuẩn, hử, võ giả hậu kỳ, lợi hại thật, lại là võ giả hậu kỳ, nhìn tuổi tác của hắn cũng không lớn, trừ khi là thiên tài của thế gia đại tộc nào đó tuổi còn trẻ mà đã có tivi như vậy rồi, đúng là thiên phú tu luyện yêu nghiệt mà, chỉ để lộ ra một phần thực lực mà gây ra nhiều bàn tán như vậy rồi. Xem ra là để lộ quá nhiều rồi, đúng là anh hùng thiếu niên, tôi từng tuổi này rồi, cũng chỉ là võ giả hậu kỳ. Còn không phải sao, mấy người chúng ta chỉ mới là võ giả trung kỳ, đội trưởng không phải tiểu đội chúng ta còn thiếu người sao. Để tiểu huynh đệ kia gia nhập với chúng ta đi, người ta là võ giả hậu kỳ, rất lợi hại, sao có thể nhìn chúng chúng ta được chứ, đội trưởng nhìn kìa. Hình như hắn đi về hướng của chúng ta đã lâu không gặp đội trưởng phong lang là cậu cậu là võ đồ đã cứu cô bé nhỏ từ ngân nguyệt điêu đúng là không thể ngờ thời gian một năm cậu đã tu luyện đến võ giả hậu kỳ rồi may mắn thôi mà à thì đội trưởng hành động lần này tôi có thể gia nhập tiểu đội phong lang được không cực kỳ hoan nghênh nhờ mọi người chỉ giáo nhiều hơn đừng khách khí cùng nhau cố gắng xuất phát thôi đội trưởng có thêm một cường giả võ giả hậu kỳ trong lòng thấy bớt lo hơn rồi ở đây chính là khu vực nhiệm vụ của chúng ta trên bản đồ nói chỉ có hung thú cấp thấp, nhưng vì để đề phòng, mọi người hãy lấy an toàn làm chính, không được làm bừa, đội trưởng, có thứ gì đó tới rồi, tốc độ rất nhanh, mọi người bình tĩnh đừng hoang mang, là món khai vị tới rồi, phía trước thuộc về tôi, phía sau là của Diệp Thiên, những người khác xem tình hình để chi viện, rõ, rõ, cứ giao cho tôi. Hung thú cấp thấp vây đội phòng lang, Diệp Thiên cùng nhau lên, ok, Diệp Thiên liền lao lên hai con hung thú cũng xông vào cậu cậu liền chém chúng một con nó văng ra chết, cậu đánh nhưng chỉ dùng một phần thực lực, trong cậu đánh nhau rất yếu, cậu liền sút một con hung thú nó liền bay ra xa, cậu liền nhảy lại xiên nó một phát, vậy là xong. Khá lắm, đúng là lợi hại thật, Diệp Thiên, đáng tiếc vẫn chậm hơn tôi một bước, hơn nữa tôi chém chết ba con, ha ha ha, làm ơn, tôi chỉ là không muốn để lộ thực lực thôi mà, Diệp Thiên tiểu đệ đúng là lợi hại thật, thật sự là càng lúc càng thích cậu đấy, tuổi còn trẻ lại có tu vi như vậy đội trưởng anh đừng đắc ý nữa tên khốn kiếp cậu không thể tôi kiêu ngạo một chút sao cứ muốn lật tẩy tôi xin lỗi đội trưởng nhưng mà tại sao đàn sói này không đợi chúng ta sau khi đi vào sơn cốc rồi công kích có lẽ là không phải bọn nó không muốn mà là không thể là sao bên trong không phải là địa bà của bọn nó còn có hung thú càng lợi hại hơn hung thú càng lợi hại hơn vậy năm người chúng ta yên tâm đi huynh đệ ba võ giả hậu kỳ ba võ giả trung kỳ có gì mà sợ chứ nhưng mà chờ đã các người xem đây là cái gì? Đây là máy liên lạc của Lâm gia, không sai, mỗi một đội trưởng đều được phát cho một máy liên lạc, khi gặp nguy hiểm có thể liên lạc cứu viện, mọi người cứ yên tâm mà xử lý. Ok, tiếp tục đi về phía trước. Đội Phong Lang đang đi bất chợt đội trưởng nghe thấy tiếng động lạ, dừng lại, có động tĩnh. Ở phía trên, cửa sổ trạng thái trùng loại, rắn mối phu lửa, thiên phú huyết mạch sơ đẳng, thiên phú lửa, thứ đẳng, nó liền chuẩn bị tấn công mọi người bằng lửa, là thiên phú hỏa hệ nó liền phóng hỏa cầu về phía đội phong lang đội trưởng vừa nãy mọi người đã ăn món khai vị rồi con hung thú này cứ giao lại cho chúng tôi từ hơi thở mà thấy nó chỉ là hung thú cấp thấp chú ý cẩn thận ngọn lửa của nó lên bọn họ không có vấn đề hung phú cấp thấp mà thôi yên tâm chúng ta thắng rồi đội trưởng mọi người làm tốt lắm may mà nhờ hai người bọn họ thật ra tôi cũng không giúp đỡ được gì không có cô bán cung thu hút sự chú ý của đám xúc sinh này cũng không thể giải quyết thuận lợi nó như vậy đâu quá yếu hung thú cấp thấp thôi mà căn bản không tốn chút sức lực nào, cho dù có thêm hai ba con nữa đến cũng không thành vấn đề. Có chuyện gì vậy? Còn có thật sao? Là thiên phú hỏa hệ, có lẽ cùng một loại hung thú. Tiểu đội ở gần khu vực B, chúng tôi đang gặp nguy hiểm, xin viện trợ, xin viện trợ, tít tít, mấy thứ chó má này, lại ngó lơ cầu cứu của tao. Đội trưởng, xem ra anh đã đánh giá cao lâm ra rồi, bọn họ căn bản không quan tâm đến sống chết của những người như chúng ta, khốn kiếp, còn cho rằng lần này đã đi theo đúng người có thể đem các huynh đệ chơi lớn rồi, không ngờ lâm ra cũng, xem ra cứ địa lâm hải, đã bị nát quá rồi. Để tôi đến ngăn bọn nó, các người hãy chạy thoát đi, đội trưởng, anh nói lời này không xem chúng tôi là huynh đệ rồi, muốn đi thì cùng đi. Nghe lệnh, đội trưởng, một đám ngu xuẩn, không chạy thì chờ chết sao, các người ngoan ngoãn chơi đi, tôi chuồn trước đây, cái người mới vào đội này. Không đáng tin, nếu như tôi có thể tiếp tục sống, nhất định sẽ giết hắn, diệp thiên huynh đệ, thiên phú của cậu rất cao chết ở đây thì rất đáng tiếc. Làm phiền cậu đem theo hai huynh đệ của tôi chạy đi, suýt chút nữa thì quên cậu cũng là người mới vào đội, đi nhanh đi, đúng vậy, nhanh chạy đi đừng làm lỡ tiền rồi sáng lạng của cậu, đương nhiên là phải chạy rồi, chỉ có điều là chạy về phía trước, kia là hơi thở của võ giả tinh anh, cậu che giấu thực lực, võ giả tinh anh, sao có thể chứ, vốn dĩ không muốn thể hiện thực lực thật sự đâu. Nhưng mà, nếu như tôi không ra tay, tiểu đội phong lang sẽ bị diệt, vốn dĩ, với thực lực của đội trưởng phong lang một người chạy còn dễ dàng nhưng cậu ta nguyện ở lại cũng để động viên chạy nếu như mình còn che giấu thực lực cũng quá tệ rồi mình mà như vậy có khác gì so với mấy con chó tạp chủng của mạc ra đâu còn về các loại nguy hiểm tiết lộ ra thực thật sự không kịp để nghĩ tới nữa rồi nhưng mà mình tin rằng cách đối nhân xử thế của đội trưởng phong lang có lẽ sẽ không gây phiền phức gì cho mình đây chính là thực lực của võ giả tinh anh sao lợi hại thật Diệp Thiên lao lên tay cầm đao sử dụng Thiên Phú tốc độ cộng thêm Thiên Phú ám ảnh đao pháp của cậu sức mạnh tối đa chém giết lũ hung thú như cắt đậu phụ, phút mốt cậu đã xử lý xong hết đám hung thú, thật là quá mạnh, không thể nghi ngờ, cậu ta tầng tự hàng đầu ở cứ địa Lâm Hải này. Á á a a, cứu mạng, mọi người hãy nhanh đến cứu tôi. A a a, đội trưởng, hình như bên kia đang gặp nguy hiểm, không cần quản hắn, để một người chạy thoát ra khỏi nơi này đúng là nằm mơ. Đội trưởng Phong Lang, đường đã mở rồi, tôi phải đi sâu hơn. Tiếp theo mọi người, là cùng với tôi sao, hay là kết thúc ở đây? Tiểu độ phong lang cùng nhau tiến lui. Ây da, đau đau, nhìn bộ dạng thô lỗ của anh kìa. Sau đó nhìn Diệp Thiên Huynh đệ nhà người ta, Diệp Thiên Huynh đệ, đa tạ cậu đã đưa chúng tôi đến đây. Không còn phải khách khí đâu đội trưởng, lần này chúng ta hãy đi đến đây thôi, tôi phải đi thử một thứ. Cậu còn muốn tiếp tục đi sâu vào sao? Không sai, tình hình bây giờ. Tiếp tục đi sâu vào không phải là sự lựa chọn sáng suốt đâu đội trưởng. Các người cứ quay về đi, một mình, với năng lực của cậu, tôi đương nhiên yên tâm, nhưng mà, yên tâm đi đội trưởng, hả, Diệp Thiên huynh đệ, chúng ta bàn bạc lại một chút, làm sao bây giờ đội trưởng, chúng ta có đi theo không? Bỏ đi, chúng ta đi cũng làm phiền đến cậu ta thôi. Với thực lực của cậu ta, căn bản không cần người khác giúp đỡ. Trước khi gặp được gia tộc lợi hại hơn, trước khi gặp được tình hình phức tạp hơn, mình nhất định phải thử trước, thiên phú tự làng của mình rốt cuộc mạnh đến cỡ nào. Mùi thối thật đến xào huyệt rồi sao rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy diệp nhiên đang chạy thì chợt có một cánh tay hung thú khổng lồ dáng một quyền vào cậu hất văng cậu ra xa diệp thiên rút dao ra sông lại nó nó vung một đòn nữa nhưng cậu tránh được con hung thú nhảy lên lao về hướng diệp thiên một cái làm cả mặt đất rung chuyển kim thạch lớn thật đúng lúc dùng ngươi để thử thí nghiệm thiên phú tự lành của ta con hung thú dùng thiên phú hỏa tấn công thiêu diệp thiên đội trưởng nhìn kìa bắt đầu đánh rồi diệp thiên huynh đệ không hổ danh là vua thần lằn ta có một đề nghị chỉ bằng chúng ta chơi kích thích một chút, công bằng công chính, xem thử là ngươi thiêu ta chết trước, hay là ta tiêu hao ngươi trước. Diệp Thiên liên tục dùng thiên phú chữa lành, cậu lao tới, chém vào đầu nó, nó há miệng phóng lửa thiêu cậu. Đội trưởng, ánh sáng lựa bên đó sung thiên rồi, phun đã được một tiếng rồi, Diệp Thiên huynh đệ vẫn còn sống, tôi cũng không rõ, nhưng mà trận chiến đấu này chúng ta căn bản không nhúng tay vào được, trò chơi này. Xem ra ta đã thắng rồi. Thiên phú tự lành này, quá tốn thể lực, giống như bị hút sạch đi vậy. Đây là hung thú cấp trung đấy, trước tiên dùng máu của nó hồi phục lại một chút. Chiến đấu đã dừng lại rồi, kết thúc rồi. Đội trưởng, đội trưởng, có người ra ngoài rồi, là Diệp Thiên huynh đệ quay lại rồi. Hai, đội trưởng, không phải tôi đã nói mọi người về thành trước rồi sao? Cái này, hai, mặc dù chúng tôi không giúp đỡ được gì, nhưng cuối cùng vẫn không yên tâm. Vì thế, quần áo bị tiêu cháy hết rồi, người không sao chứ, tôi có quần áo dự bị cậu thay trước đi. Có hơi lớn, mặc vào không vừa cho lắm xin lỗi không đâu cảm ơn đội trưởng những chiến lợi phẩm này xử lý thế nào cái này nghe diệp thiên huynh đệ đây đều là những công lao của cậu ấy đội trưởng nếu như mọi người đã không đi đám hung thú cũng đã giải tán rồi mọi người hãy đem chiến lợi phẩm này về đi nhưng mà từ trước đến nay chưa bao giờ nhìn thấy nhiều chiến lợi phẩm như vậy không chỉ không bị hung thú giết chết ngược lại bị chiến lợi phẩm làm cho mệt chết rồi ha 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 đội trưởng mấy thứ đồng nát bên ngoài tạm thời không cần quan tâm trước tiên hãy xử lý vương thần lằn bên trong đã vương thần lằn cậu không đi vận chuyển chiến lợi phẩm với chúng tôi sao không vậy lát nữa cậu đi đâu diệp thiên huynh đệ tôi phải đi đến khu vực của kiến thần lực kiếm thần lực diệp thiên huynh đệ tôi nghe bọn họ nói trong kế hoạch quét sạch hung thú lần này nhiệm vụ khó khăn nhất chính là xào huyệt của kiếm thần lực một con kiến thần lực mặc dù chỉ là hung thú cấp thấp nhưng trong xào huyệt kiến thần lực ùn ùn kéo đến cho dù là đại võ giả chỉ dựa vào chiến đấu một mình cũng rất khó để thoát thân cho nên Diệp Thiên huynh đệ nhất định phải cẩn thận, đại đội đều tập kết ở đây, đây là Mạc gia. Đây là Lâm gia, ông già này là gia tộc nào? Chú thích: Thanh lão, đại võ giả, đến từ căn cứ địa thích nha, là người nào nhìn lén, lão già lợi hại thật, bắt lại cho ta, có gì mà phải sợ chứ, dù sao sớm muộn cũng phải trà trộn vào đội ngũ, bắt được rồi, thực lực của võ giả tinh anh, tiểu tử cậu là ai? Tại sao lại đứng từ xa nhìn lén? Tôi là võ giả của cứ địa Lâm Hải, nghe nói nơi này có nhiệm vụ lớn vì thế muốn đến đây ra sức một chút thôi mà thả cậu ta ra đây là võ giả của nhà nào tại sao lại không cùng nhau hành động không phải của nhà chúng tôi không quen biết cũng không phải của nhà chúng tôi tuổi còn nhỏ đã trở thành võ giả tinh anh đúng là rất hiếm thấy nhưng mà cậu thân là võ giả tinh anh tại sao lại không có ai quen biết cái này ha 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 thanh lão nói đùa rồi sao sao lại không có ai quen biết chứ cậu ta là người của lâm gia tôi vừa mới nghe ông già này nói mình là võ giả tinh anh thì lập tức nói mình là người của hắn. Không hồ danh là gia chủ của lâm gia, cướp người còn nhanh hơn mặc ra một bước, còn dưỡng ra đó làm gì nữa, còn không nhanh chóng đi vào đội ngay. Vâng, tự nhiên nhận được võ giả tinh anh. Đúng là lời ta rồi, hừ, chỉ và lâm gia nhỏ bé, cũng xứng có chủ ý với Diệp Thiên, cô nói có đúng không tiểu thư, Diệp Thiên chỉ thuộc về võ các của tôi mà thôi. Mở đầu tập này là đám người của hai gia tộc đang ùn ùn khí thế xông thẳng vào hang ổ của kiến thần lực dẫn đầu là thanh lão lão tổ mạc gia và lâm minh trì bây giờ mọi người đều biết mình là võ giả tinh anh xem ra sau này rất khó giống như trước đây mà lén lút trưởng thành rồi nhưng mà với thực lực hiện tại của mình cũng không có gì phải sợ cả dừng thanh lão khu tay kiểm tra phía trước hiện một quả cầu năng lượng báo cáo thanh lão trận pháp đã bố trí xong rồi tất cả đã chuẩn bị xong xem ra là toàn núi phía trước rồi sau huyệt của kiến thần lực cuối cùng đã đến rồi vất vả rồi ngươi hãy lui xuống trước đi vâng tất cả lùi lại sau lão già đó lại muốn dở thủ đoạn gì nữa đây hắn chập hai tay kết một đại trật phía trên ổ kiến xong hô lớn mở viên bạo cầu làm toàn bộ mặt đất chỗ kiến thần lực phát nổ trông rất uy lực mạnh mẽ lại trận pháp sư sao thực lực của cứ địa thiết nha quả nhiên thâm sâu không lường trước được trận pháp mạnh thật sau này nhất định phải học mới được tiểu thư lão già này bị điên rồi sao trận pháp đắt như vậy mà cũng dùng sao cứ địa thiết nha đã có dự định của bản thân một viên bạo cầu có thể giữ được cứ địa lâm hải đúng là lời thật mọi người nhìn kìa hang ổ của kiến thần lực bị nổ tung rồi trận pháp lợi hại thật quái vật đã bị nổ thành bột rồi một cái xác của kiến thần lực cũng không nhìn thấy cả đám nháo nhào chạy tới không có thật sự là không tìm thấy lẽ nào tất cả đều bị nổ thành cho hết rồi sao nếu như không có xác hoàn chỉnh thì không thể phục chế lại được thiên phú trận pháp đang tốt lại bị lão già kia đập nát lần này đúng là chọc trúng tổ ong rồi động đen này là gì đây tối thui như vậy không nhìn thấy gì cả một tên nghé đầu xuống xem bất dưới hố sâu tối kia xuất hiện vô số cặp mắt phát sáng lao lên là kiến thần lực lao lên tấn công kiến thần lực sao có thể như vậy chứ diệp thiên mặt lộ rõ sự vui mừng số lượng này cũng nhiều quá rồi chuẩn bị nghiên chiến a a a các võ giả của cứ điện lâm hải tất cả nghiên chiến với ta giết xông lên mọi người hự hực khí thế xông lên diệp thiên cũng ra tay xử lý một con ngay cạnh mình xử lý được một con tiếp tục giết cả đám lao đi kiếm còn khác mỗi diệp thiên dừng lại chạm tay vào nó để sao chép thành công phục chế thiên phú sức mạnh cao cấp cửa sổ trạng thái thiên phú sức mạnh cao đẳng phục chế thành công có muốn dung hợp không có hoặc không diệp thiên đang xem trạng thái ngay trên chiến trường thì có mấy con kiến đang lào về phía cậu xem ra ở đây không dung hợp được rồi phải tìm một nơi an toàn mới được cậu sử dụng thiên phú tốc độ rời khỏi chiến trường thì phía trước có hai con chặn đường cậu dùng ảnh đao ảnh sát hạ hai con cản đường bất người từ dưới hang xuất hiện một đôi mắt đỏ chưa thấy hình dáng nó như thế nào thì nó tạo ra uy áp lớn lên mọi người xung quanh loại uy áp này là hung thú cao cấp một con kiến cấp cao từ từ xuất hiện kia là kiếm thần lực cấp cao có hung thú cấp cao nhanh rút lui nhanh đi theo chớ ta đám người mặc ra chạy nhanh nhất thấy không lại là chạy đầu tiên mấy thứ khốn kiếp này chạy cũng nhanh phết đấy chúng ta cũng nhanh rút lui thôi cả chiến trường hai gia tộc thi nhau chạy thoát thân hừ một đám ô hợp đi thôi chúng ta cũng phải rút lui thôi vậy diệp thiên phải làm sao yên tâm Cậu ta có thể chạy thoát ra ngoài, trong đội ngũ của chúng ta không phải có đại võ giả sao, hoàn toàn có thể đánh với hung thú cấp cao, tại sao phải chạy trốn, kiếm thần lực có thiên phú sức mạnh, lực công kích của hung thú cấp cao, sau khi được tăng thêm thiên phú sức mạnh, hoàn toàn có thể sánh ngang với tông sư, đại võ giả, sao có thể sống lại được, ngươi không nhìn thấy sao? Chính là đại võ giả thanh lão của Cứ Địa Thiết Nha chạy nhanh nhất, mẹ nó, lão già chết tiệt đó, mấy nhân vật lớn chó má này quả nhiên không đáng tin. Á à a à à con kiến cấp cao vẫn đang tạo uy áp lớn lên một vùng quanh nó cứu mạng những người không chạy kịp trong vùng uy áp của nó đều bị trùng chân trở nên nặng nề không thể di chuyển không khí trở nên nặng nề hơn rồi không thở nổi nữa xảy ra chuyện gì vậy tên này sao tên đó càng chạy càng nhanh vậy khí đen này là loại áp chế khí thế nào đó nhất định phải xông ra ngoài diệp thiên dùng toàn bộ sức lực thoát khỏi vùng uy áp cuối cùng cũng thoát ra được kiến vàng nhất định sẽ bám sát đại bộ đội đã đến lúc rời khỏi đội rồi diệp thiên quay lại theo đường cũ đội trưởng phong lang bọn họ không hổ danh là thợ săn chuyên nghiệp lại sẽ chỉ còn lại một bộ xương trắng cậu nhảy lên một tòa nhà cao tầng gần đó quan sát thấy đã an toàn cậu ngồi xuống bắt đầu quá trình dung hợp cửa sổ trạng thái thiên phú sức mạnh cao đẳng phục chế thành công có muốn dung hợp không có hoặc không dung hợp ở trước mặt của những người gọi là nhân vật lớn kia chỉ có sức mạnh tuyệt đối mới là tư bản đối kháng dung hợp xong trời cũng đã tối mục đích chuyến đi đã thành công đã đến lúc về nhà rồi nhà của diệp thiên Sở hữu thiên phú sức mạnh hàng đầu thì sở hữu gấp 10 lần sức mạnh, mặc dù hiện tại mình đã là võ giả tinh anh, nhưng chém giết đại võ giả sơ kỳ thì dễ như trở bàn tay, không dễ gì mới mong anh trở về, kết quả mỗi ngày đều ngồi ở đó không động đậy chút nào, cũng không nói chuyện với em, giả vờ là cao thủ đúng không? Đúng là đáng ghét, lại còn giảm cân, nếu như vậy, thế thì đừng trách em nhé, để cho anh nếm thử sự lợi hại của bổn tiểu thư, anh, đồ ăn nấu xong rồi, ăn cơm thôi. Hai, nhiều món như vậy sao? anh ở ngoài vất vả như vậy đương nhiên là phải bồi bổ chút rồi những món này đều đặc biệt nấu cho anh ăn đấy thế thì anh nhất định sẽ ăn hết rồi chưa kịp ăn thì bên ngoài có người gõ của ủa sao lại có người có cửa này ăn một miếng rồi mở cửa xin hỏi anh tìm ai đội trưởng phong lang hello diệp thiên nhanh vào đây nhưng mà anh đến đây là ha ha đến chia phần chiến lợi phẩm cho cậu nhìn như vậy sao thật ra mọi người cứ chia nhau là được thế thì sao mà được nhất định là mỗi người đều có phần được thôi được thôi, vậy đội trưởng cũng ăn cơm đi, đúng lúc tôi cũng có chuyện muốn hỏi anh, qua nhiều đồ ăn ngon như vậy, thế thì tôi không khách khí đâu nhé. Hu hu, ngon nhức nách, đã lâu chưa ăn cơm nhà nấu như vậy rồi, đội trưởng ăn nhiều một chút, đúng lúc tôi cũng không đói, anh không cảm thấy nó mặn sao? Không mặn, bị khá nhạt, bỏ ít muối rồi đúng không? Anh ăn thấy ngon là được. Diệp Thiên huynh đệ, cậu nói có chuyện hỏi tôi, có chuyện gì vậy? Mấy hôm nay tôi ở nhà tôi luyện không rõ chuyện ở bên ngoài. Kế hoạch thanh lý hung thú bây giờ thế nào rồi? Tôi nghe là được tin tức cứ địa Thiết Nha của bọn họ và cứ địa Lâm Hải của chúng ta có thể nói là tổn thất khá nghiêm trọng. Tổn thất nghiêm trọng? Anh cứ chắc chứ? Chắc, chắc, chỉ có võ giả tinh anh đã chết hơn 50 người, đến ngay cả tại võ giả cũng chết hơn 3 người rồi. Ba đại võ giả chết ở chỗ kiến thần lực sao? Không sai, nhóm người đầu tiên sau khi bị đánh lùi, lại tổ chức thêm một nhóm tại võ giả nhưng cũng thua, cuối cùng cứ địa Thiết Nha cho dù là bị chọc điên, phái ra một vị tông sư, nhưng vậy mới xử lý được đám kiến kia, tông sư vậy thông đạo giao dịch cũng xem như là thông qua rồi ư thông thì thông rồi nhưng thật sự không biết cứ địa thiết nha đang âm mưu cái gì trả giá lớn như vậy có đáng không cứ địa thiết nha diệp thiên huynh đệ không cần tiễn nữa dù sao huynh đệ chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau mà đội trưởng đi thong thả xin hỏi là diệp thiên đại nhân sao tại hạ mạc viễn là chấp sự của mạc gia mạc gia tại hạ phụng mệnh gia chủ đến mời diệp thiên đại nhân đến mạc gia ăn một bữa cơm thật ngại quá gần đây tôi không muốn ra ngoài giấy mời mạc gia chúng tôi đã gửi tới không có ai mà không dám nhận đâu. Ha ha, chấp sự đại nhân, chúng ta từ từ nói chuyện. Họ Diệp kia, ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn nhận đi, đừng có không biết điều như vậy. Diệp Thiên liền vật ngã tên khốn này ra đất, Diệp Thiên huỳnh để nhanh dừng tay, ngươi hãy đợi đấy cho ta, sớm muộn cũng sẽ giết chết ngươi. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, không sao đâu, yên tâm, thiên phú sức mạnh hàng đầu này, mình rõ ràng vẫn chưa dùng lực thì đã bẻ gãy cánh tay của hắn, tên này quay về vò nát thư, dám chọc đến ta tuyệt đối sẽ không để yên cho ngươi yên đâu Diệp Thiên. Mạc gia. Mạc Thương Sinh, gia chủ của Mạc gia, võ giả tinh anh, con trai của Mạc Trường Thành, lão tổ của Mạc gia, gia chủ lão tổ, hai vị, hãy làm chủ cho thuộc hạ, bảo ngươi đi mời người, cũng không phải đi giết người, xảy ra chuyện gì vậy? Thuộc hạ đi mời người, hơn nữa sau khi gặp Diệp Thiên, cũng rất cung kính, nhưng không biết tại sao tiểu tử kia, mới nghe tôi là Mạc gia, thì lập tức bảo tôi cút ngay, cái gì? Hắn không những đánh thuộc hạ bị thương, con sẽ nát giấy mời do ngài viết đúng là cái thứ không biết điều á a a khụ 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 phụ thân không sao ngươi lui xuống trước đi rõ rõ uống thuốc trước đi phụ thân hai kiến thần lực vi phụ sử dụng bí thuật dốc hết sức để chạy khụ khụ nhưng không ngờ lại bị thương đến căn bản e rằng không thể khỏi rồi cha đừng nói như vậy điều sẽ tốt lên thôi cơ thể của ta ta rõ hơn ai hết sau khi ta chết mặc ra chúng ta sẽ không còn đại võ giả tọa chấn rồi đó là một thảm họa có tính hủy diệt Lẽ nào Diệp Thiên kia đang đợi lời mời của Lâm gia sao? Chuyện này nhất định phải cướp trước Lâm gia. Nếu như không mời được thì bắt, nhưng Diệp Thiên dù sao cũng là họ Diệp, là một người ngoài, cho dù là bắt đến đây, sao có thể thật sự bán mạng cho chúng ta chứ? Có bình thuốc này là được rồi, thuốc này có thể xóa đi linh trí, vốn dĩ là muốn dùng ở trên buổi tiệc, bây giờ chỉ đành phải dùng trước vậy. Con cất đi, xóa đi linh trí, trước tiên là xóa đi linh trí của hắn trước, sau đó thì bịa ra một thân phận mới, tẩy não hắn nghe nói hắn là con riêng lưu lạc ở bên ngoài sau đó thì đổi thành họ mạc nhận tổ quy tông con riêng của người đừng nghĩ lung tung không ai giành vị trí gia chủ của ngươi đâu con trai nói là con trai riêng của con là được dù sao họ mạc đều được cha suy nghĩ nhiều rồi con chỉ sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của cha mà thôi được rồi không cần phí lời nữa nhanh đi làm đi con sẽ phải thập đại trưởng lão của gia tộc cùng nhau đi không tin là không bắt được một tên diệp thiên nhỏ bé chuyển cảnh đến nhà của diệp thiên trên trời xuất hiện gần chục thân ảnh áo đen đang hướng về nhà của diệp thiên để thực hiện kế hoạch cha con mạc ra chúng đã vào trong nhà của diệp thiên báo cáo tôi đã vào trong nhà của diệp thiên rồi nhắc nhở lại kế hoạch hành động một lần nữa trước tiên là bắt em gái của hắn sau đó ép hắn phải đầu hàng đã hiểu chúng tôi đã bố trí mai phục ở bên ngoài có biến động sẽ lập tức báo cáo lại ngay ok một tên đã vào phòng của diệp thiên phát hiện mục tiêu hành động hắn đang định lật chăn lên thì bất ngờ diệp thiên hất chăn về phía hắn hắn lấy kiếm cắt đôi chiếc chăn thì bất ngờ có một tay lao đến cổ hắn ư ừ, ư ư hóa ra là diệp thiên cũng đã tính trước người mặc ra sẽ tới đợi các ngươi lâu lắm rồi bắt được diệp thiên chưa nghe rõ thì trả lời diệp thiên ngay lập tức bẻ cổ tên này hai vị trưởng lão nghe được thì nhanh trả lời cậu nhặt tay nghe của tên khi lên bắt được rồi ta sẽ ném xuống cho ngươi ngươi là ai đón lấy nhé cậu liền vứt tên kia ra ngoài cửa sổ xảy ra chuyện gì vậy một tên lại gần kiểm tra đã không còn thở rồi mọi người cẩn thận tiểu tử này nhất định đã gọi trợ thủ rồi căn cứ lâm hải lớn như vậy ngoại trừ diệp thiên gia dám phản kháng lại mặc ra là ai ai là ai đang ở đó nhanh ra ngoài lẽ nào là ảo giác sao bọn chúng đang ngương ác thì một tên chỉ thấy lòe sáng lên một cái đầu hắn đã bị cắt mất cả bọn vẫn chưa hiểu chuyện xảy ra tên thứ hai sát thủ ám ảnh tiểu tử này mời sát thủ ám ảnh mọi người nhanh tản ra cậu dùng thiên phú tốc độ phi tới chén từng tên một tốc độ kia là thế nào chưa để cho chúng hiểu chuyện gì cậu nhanh xử những tên còn lại gần mình đã thể hiện ra bản thể sao có chỗ sơ hở hắn lao từ trên cao tung quyền xuống nhưng bị tốc độ diệp thiên quá nhanh lên tránh được nhanh thật hắn chưa kịp nghĩ xong cậu đã lao lại tiễn hắn đi luôn ảnh đao ám sát cậu không để tên nào chạy được cả phía trên có tình hình gì vậy nghe rõ thì trả lời diệp thiên nhảy từ trên nhà xuống đường là diệp thiên bắt lấy hắn hai tên lao tới tung quyền về phía cậu diệp thiên thú kiếm dùng thiên phú sức mạnh dùng hai tay tung quyền đối trưởng đỡ lại lại có thể đồng thời đỡ được sức mạnh của chúng ta sao có thể chứ hai tên kia bi phất văng ra xa rơi chết luôn sao có thể như vậy hắn không phải chỉ là võ giả tinh anh thôi ừ ngươi chính là cha của mạc thiều bắc mạc ân đúng không đúng nhưng đừng giết ta tất cả đều có thể thương lượng nói cho ngươi một bí mật con trai ngươi mạc thiếu bắc cũng là do ta giết không sao nhất định là hắn mạo phạm diệp thiên đại nhân chết cũng không hết tội ta có tiền muốn bao nhiêu ta đều cho ngươi tha cho ta đừng giết ta là được, xin lỗi, ta thích diệt cỏ tận gốc. Sau khi Diệp Thiên xử lý hết thập đại trưởng lão xong cậu lấy áo choàng của một tên chuẩn bị ghé thăm nhà Mạc ra, báo thù không cách đêm, muốn động vào người nhà của ta, nhất định sẽ giết hết nhà của các ngươi, cậu liên hành động ngay, khụ khụ, thập đại trưởng lão, sao vẫn chưa về, yên tâm đi phụ thân, không cần phải lo lắng, thập đại trưởng lão cùng nhau xuất động, ở trong căn cứ Lâm Hải không có chuyện gì mà không hoàn thành, hai cha con còn nói chưa hết câu chuyện diệp đã phi kiếm của mình cắm giữa đại rảnh mặc gia ai người nào dám làm loạn rõ ràng là các ngươi phái người đi giết ta bây giờ hỏi ta là ai đúng là nực cười quá rồi đấy mặc gia ngươi chính là diệp thiên sao sao ngươi lại xuất hiện ở đây thập đại trưởng lão đâu rồi yên tâm đi các ngươi sẽ nhanh gặp nhau thôi gặp ở địa ngục ngươi nói cái gì diệp thiên liền lao tới xứ lý ông con trước vẫn là một dao xanh cỏ phụt a à, con trai thương sinh khốn kiếp bí thuật ta đã gặp qua khi ngươi chạy đã dùng qua rồi dám giết con trai của ta cơ thể hắn như bút sức mạnh cơ bắp bắt đầu cũng to ra khí thế hừ hự ta muốn ngươi chết hắn lao tới đấm một quyền về phía diệp thiên cậu bị văn ra sau mấy bước tiểu tử hãy chuẩn bị chết đi làm ngươi thịt nát xương tan cũng không giải hận được trong lòng của ta cảnh giác có thích khách xông vào bảo vệ lão tổ gia chủ đều bị ta giết hết rồi mới ý thức cảnh giác mặc ra từ trên xuống dưới đều là phế vật chém chết tại chỗ rõ một đám khí thế xông về phía diệp thiên cậu dù ảnh sát khu qua một lượt tất cả ngục hết ra đất sao có thể chứ tên xúc sinh này lại có chiến lực của võ giả lão cẩu xem bí thuật của ngươi có thể kiên trì được bao lâu tiểu tử ngông cuồng lão già vừa nói tay lấy đao ra chém về phía diệp thiên thì cậu chặn lại từ xa có hai tên thần bí đang quan sát mặc ra lại có đại võ giả đối chiến chiến lực này đúng là không tầm thường đại thiếu gia hay là để lão phu đi xem thử thế nào tắc lão không vội vàng tùy cơ ứng biến lão già mặc ra đánh một trận ác chiến đã mắt kẻ chém người đỡ rất ác liệt, tốc độ nhanh thật, lại hoàn toàn không chặn được công kích của mình, lao ra sơ ý bị Diệp Thiên chém một kiếm giữa ngực. Lão nén đau, lao lại vung đao bổ xuống, Diệp phản xạ nhanh lùn lại sau né chiêu, lại né được rồi, tên này, nếu tiếp tục như vậy không được, thay vì tiếp tục tiêu hao với hắn. Chi bằng nhân lúc bí thuật vẫn chưa kết thúc, đi cầu cứu lâm ra, tiếp tục giết, không lẽ là không được rồi, lão già lấy một quả bon khói nén về phía Diệp Thiên, đạn sương mù, muốn chạy sao. Điệp Thiên dùng thiên phú tốc độ lao lên trước chặn đầu, Đúng là khó đối phó, muốn đi đâu thế, khốn khiếp, súc sinh này nhất định thiên phú tốc độ cao, đi về phía sau, ừ muốn chơi thì ông chơi với ngươi, hỏng rồi, bí thuật sắp không chịu được rồi, thời gian bí thuật hết lão ngã vật ra đất, cơ thể cũng trở lại bình thường, đáng ghét, đáng ghét, đã kết thúc, mặc ra, đến địa ngục đoàn viên đi, tiểu ra, tiểu ra, hả, tiểu ra, cầu xin ngươi hãy thà cho ta, ta sẽ đưa bảo bối trí cao vô thượng tặng cho ngươi, cảnh tượng này sao lại quen như thế, được thôi, lấy ra đi, ta xem thử, chính là cái này. Xin tiểu gia nhận cho, hắn lấy ra một quả cầu màu đỏ mặt cười nham hiểm, quả là một án khí bắn ra vô số các phi châm nhỏ về phía Diệp Thiên, cậu phản xạ nhanh dùng kiếm chặn hết phi châm. Đúng là bỉ ổi, không hổ danh là mạc ra. chỉ dùng những thủ đoạn đê tiện, ha ha ha, phía trên đầy kịch độc, ngươi chết chắc rồi, rốt cuộc cũng chết ở trong tay của ta tiểu súc sinh. Thiên phú chữa lành, thiên phú chữa lành, sao ngươi lại biết nhiều thiên phú như vậy, cái này sao, cậu dùng chính phi châm của lão để kết liễu hắn, xuống hỏi Diêm Vương đi. Sao Diệp Thiên còn chưa quay về nhỉ? Cảm giác mình sắp trở thành bảo mẫu của em gái hắn rồi. Tôi đã nghe thấy lời oán trách rồi đấy. Đội trưởng Phong Lang, Diệp Thiên huynh đệ, vất vả cho anh đã chăm sóc Diệp Vũ rồi, cuối cùng cũng về rồi. Mọi chuyện làm ổn thỏa rồi chứ? Xử lý xong rồi, cứ địa Lâm Hải sau này sẽ không có tộc Mạc thị nữa. Khụ khụ, đúng là người tàn nhẫn, đúng rồi, Diệp Vũ đâu? Ở đây có lẽ sẽ không có thích khách tìm đến nữa đâu, ở đây rất an toàn, Diệp Vũ vừa xuống uống thuốc an thần đang nghỉ ngơi ở trong phòng. Không sao thì tốt rồi. Đi tiếp. Trên sân thượng cũng lạnh. Ừ, ừ. Mặc ra đều đã được trừ khử rồi. Tiếp theo cậu dự định đánh thế nào? Tôi muốn để Diệp Vũ tu luyện trước. Tu luyện. Đúng. Không biết có phương pháp nào tốc độ nhanh cho người bình thường không? Ha ha. Có phương pháp chó rắn gì chứ? Chỉ cần không tiếc tiền mua tài nguyên là được rồi. Mấy con cháu của gia tộc lớn kia đều làm như vậy. Đơn giản như vậy sao? Trước tiên cứ xem Diệp Vũ. Nó đang ở phòng ngủ trên lầu. Cảm ơn. Diệp Thiên vào vào phòng, ngồi cạnh gường, Diệp Vũ, Diệp Vũ tỉnh dậy, anh trai, anh trai, em sợ quá, tưởng anh sẽ không về nữa, anh mãi mãi sẽ ở bên cạnh em, yên tâm đi, không được lừa em, tuyệt đối không, đường đường là Mạc Gia lại bị diệt môn rồi, các người nói người này lợi hại cỡ nào, có nhân vật lớn đến rồi, là đại thiếu gia, của Lâm Gia, Lâm Minh Chi, còn có đại võ giả Lâm Tắc, tiểu thư nhìn kìa, người của Lâm Gia đến rồi, chật chật, không ngờ lão tổ Mạc Gia lại có kết cục như thế đây có lẽ là vũ khí bí mật của mạc gia bảo vật chấn tộc thiết ly châu loại ám khí này vô cùng thâm độc có thể đường cùng phải sát phạm vi sát thương cực mạnh sử dụng đánh bất ngờ cho dù tại võ giả cũng không thể chạy thoát nhưng mà lần này đối phương không những chạy thoát còn dùng kim châm của thiết ly châu bắn ra phản sát mạc trưởng thanh nghe người còn sống nói sát thủ chỉ có một mình vì thế ít nhất là thực lực đại võ giả đỉnh phong có lẽ là không sai nhưng thế lực có loại năng lực như thế e rằng từ bản thổ cứ địa lâm hải của chúng ta đại thiếu gia lẽ nào mặc ra bị diệt môn là cứ địa thiết nha muốn ra oai với chúng ta sao ngươi đoán đúng rồi khi cứ địa thiết nha đưa ra giao dịch thông đạo với chúng ta các thám tử mà chúng ta phái ra đã nói đến một chuyện cứ địa thiết nha gần đây có một thủ lĩnh của nhóm hung thú lớn mạnh sắp biến thành vương giả cứ địa thiết nha sắp đối diện với nguy cơ có tính hủy diệt cũng có thể nói cái gọi là giao dịch thông đạo thật ra là thông đạo di dân của bọn họ có lẽ là như vậy vậy sau khi hai cứ địa sát nhập hai thể lực mới cũ nhất định sẽ phân thành hai phái. Tiếp theo Lâm gia chúng ta không thể đại diện cho bản thân Lâm gia, mà là một thủ lĩnh của cả thế lực cũ, cứ để cho cứ địa thiết nha ra ngoài, trở thành thuận nước dòng thuyền cho Lâm gia ta. Tắc lão, ngươi biết nên làm thế nào rồi đúng không? Thuộc hạ đã hiểu rồi. Tôi sẽ hết đích thân đi thông báo với các gia tộc lớn, mời bọn họ cùng hưởng tài nguyên của Mạc gia, nhà của Diệp Thiên, nhiều thuốc bổ như vậy sao? Một đống thuốc bổ này có đáng giá hơn cả căn biệt thự của tôi, đúng là hào phóng thật, anh bị điên rồi sao? Những thứ thuốc này là thật ư? Nhanh chóng trả hết lại cho em. Anh không dễ gì mới tiết kiệm được tiền lấy vợ. Đừng mua sạch mấy thứ thuốc bảo vệ sức khỏe này nữa. Đây đều là hàng thật rất đáng giá đấy. Hãy thử một viên đi. A, à, cảm giác thoải mái. Anh thật sự phải đi sao? Ừ, anh phải đi đến khu rừng Tiểu Thiên Diệp. Ở đó có thứ mà anh muốn. Gần đây cứ địa thiết nha bởi vì sự uy hiếp của lượng lớn hung thú phái người vào sống ở cứ địa Lâm Hải, hai tên tông sư đều không chịu được. Thăng cấp thực lực quả thật là chuyện quan trọng nhất bây giờ. Đúng vậy trước đó phải trở nên mạnh mẽ hơn mới được nhưng rõ ràng vừa mới quay về chưa được bao lâu bây giờ lại một mình rời khỏi rồi có thể đừng đi không yên tâm em ở nhà học tập đoàn thể pháp công cơ sở với đội trưởng còn có một vài thuốc bổ nhất định phải uống cho đúng giờ chăm chỉ tu luyện vậy anh ở bên ngoài phải cẩn thận đấy em ở nhà đợi anh ừm vậy diệp vũ giao cho anh nha đội trưởng nhờ cả vào anh yên tâm em gái của huynh đệ chính là em gái của tôi cứ để đó tôi lo từ xa có tiếng xe máy theo sau là một đoàn ô tô người của cứ địa thiết nha đến rồi quy mô lớn như vậy sao cứ địa lâm hải chúng ta đến rồi tôn phong một trong tứ đại thiên tài của giới trẻ ở cứ địa thiết nha cảnh giới võ giả tinh anh trung kỳ đây là đội xe của tôn gia đoàn xe chạy ngang qua anh em diệp thiên tên kia là cửa sổ trạng thái nhân loại tôn phong thiên phú tu luyện cấp cao thiên phú đao pháp cấp trung thiên phú cao thật khụ khụ làm cái gì vậy đúng là quá đáng thật tại sao lại có một dự cảm không lành được rồi hai người nhanh về nhà đi, tôi xuất phát đây, ừ, thiên phú tốc độ, anh trai lên đường bình an, khu rừng tiểu thiên diệp, diệp càng đi càng và sâu trong khu rừng, đúng là hoang vu, đây có lẽ là dấu chân của hắc lang báo, chỉ cần tìm thấy hắc lang báo thì có thể thăng cấp thiên phú tốc độ rồi, từ đằng xa một luồng uy áp phát ra tới chỗ diệp thiên, sóng nguyên lực mạnh thật, có hung thú đang chiến đấu, đi xem thử thế nào. Một con đại tinh tinh giao chiến với hai con báo màu vàng kim rất ác liệt, kia là, lại là kim tỳ long báo là biến chủng hiếm có lợi hại hơn cả hắc long báo tốc độ này tuyệt đối là thiên phú tốc độ hàng đầu đại tinh tinh có lẽ là hung thú cấp cao chiến lược ngang bằng với đại võ giả đỉnh phong hai con báo kim Ti long báo đều là hung thú cấp trung mặc dù có thiên phú tốc độ đỉnh cấp nhưng vẫn rất khó đánh bại đại tinh tinh chiến đấu kịch liệt như vậy sao có thể phục chế được thiên phú tốc độ đỉnh cấp chứ bất ngờ có một con báo nhỏ tiến tới chỗ diệp thiên ủa ủa binh chi linh sao còn có một con nhỏ mày muốn làm gì ánh sáng linh hồn chủ nhân ta bằng lòng tặng ánh sáng linh hồn của ta để ký khế ước chủ nô với chủ nhân, từ nay sẽ trở thành nô bộc trung thành nhất của chủ nhân." Giọng của con gái. "Là mày đang nói chuyện sao? Vâng chủ nhân, tại sao ngươi lại nhận ta làm chủ? Ta đã ngửi thấy hơi thở tốc độ trên người của chủ nhân, có một cảm giác gần gũi với thiên nhiên, cửa sổ trạng thái, chủng loại kim chi long báo, thiên phú huyết mạch đỉnh cấp, thiên phú tốc độ đỉnh cấp, thiên phú chịu lực cấp trung, thiên phú tự lành sơ đẳng, tốc độ, chịu lực, tự lành, thiên phú mạnh thật." đây là con thần thú, chủ nhân tử bi. Cha mẹ của ta gặp nguy, vẫn đang còn mang thai, khẩn cầu chủ nhân ra tay cứu giúp, thì ra là như vậy. Tiểu gia hỏa, sau này ta sẽ gọi ngươi là tiểu kim, ngươi sẽ là con thú sủng đầu tiên của ta. Cảm ơn chủ nhân, thành công phục chế thiên phú tốc độ đỉnh cấp, có muốn dung hợp hay không? Dung hợp. Nếu như đã xem trọng diệp thiên ta như vậy, vậy ta, đương nhiên cũng sẽ dốc hết sức để giúp đỡ rồi. Thiên phú tu luyện cao đẳng, thiên phú tốc độ đỉnh cấp, thiên phú loại đao trung đẳng thiên phú ám ảnh sơ đẳng thiên phú tự lành đỉnh cấp thiên phú sức mạnh cao đẳng trước tiên công kích nhược điểm diệp lao thẳng lên nhắn thẳng mắt đại tinh tinh với đường kiếm của thiên phú tốc độ cậu đã là chọc thủng hai mắt tinh tinh sự xuất hiện của diệp làm báo bố mẹ đề phòng cậu tiểu kim ta không có ánh sáng linh hồn của mẹ người nhanh chóng nói cho nó biết ta không phải kẻ địch meo 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 đây là đan dược trị thương ngươi ăn trước để bảo vệ thai nhi không sao đâu ăn đi mèo mèo chủ nhân ba ta nói cũng cho ông một viên có đúng không cảm ơn chủ nhân con tinh tinh bị thương định chạy trốn muốn chạy trốn báo bố mẹ muốn đuổi theo không chuẩn bị tha cho đại tinh tinh được rồi giúp người giúp tới cùng ta không tin tốc độ của ba đỉnh cấp này còn không giết được một hung thú cấp cao chủ nhân không phải là ba mà là bốn tiểu kim cũng đang học chiến đấu đúng không sai vậy là ba báo một người đuổi theo truy sát đại tinh tinh họ chặn đầu nó thiên phú tốc độ đỉnh cấp lại nhanh như vậy vẫn chưa thích ứng được Tinh Tinh vung tay về phía Diệp Thiên, Diệp Thiên liền né tránh, rồi sử dụng Thiên Phú sức mạnh, cậu đá một cước vào mặt nó, Tinh Tinh mất thăng bằng ngã ra sau, báo bố mẹ lao tới, con thì cắn, con thì cào, đại Tinh Tinh đau đớn kêu lên, Diệp Thiên lao tới tung quyền vào giữa bụng Tinh Tinh, sau đó cậu lại tung cước, bụi bay mù mịt, đánh như vậy như Tinh Tinh không chết còn cuồng nộ hơn, lại vẫn chưa chết, cơ thể cứng thật, bất ngờ báo bố dùng Thiên Phú đỉnh cấp lao nhanh như một viên đạn, hướng thẳng đầu đại Tinh Tinh là nó bị nổ tung, đại tinh tinh chính thức bị hạ chủ nhân chủ nhân chúng ta thắng rồi sao thắng rồi không ngờ có một ngày mình lại kề vai chiến đấu với hung thú bất ngờ báo mẹ ngã vật ra đất không hay rồi báo mẹ bị thương rồi mẹ ơi có lẽ đã bị chiến đấu vừa nãy làm cho bị thương đến tim rồi đúng không mẹ ơi may mà có thói quen đem theo các loại thuốc trị thương xem như cũng có thể dùng đến rồi đây là thuốc trị nội thương uống vào sẽ không sao nữa cảm ơn chủ nhân mẹ nói đỡ hơn nhiều rồi meo thế thì tốt bất ngờ phía xa có một đàn báo đen đang tiến về phía họ chủ nhân cẩn thận là hắc lang báo vừa nãy chính là nó dụ đại tinh tinh đến thì ra là vậy nhìn tình thế này bọn nó có lẽ là muốn thay thế ba mẹ làm chúa tể của khu rừng này đúng không đúng vậy chủ nhân xin lỗi vậy thì ta không đồng ý được rồi diệp thiên lao tới đán đen cậu lao xuống đạp chết con báo thủ lĩnh cả bầy đàn báo đen sợ hại rè chừng cậu từ nay về sau nó mới là vua của các ngươi báo nhỏ ngơ ngác ngày hôm sau cơ thể của mẹ ngươi vừa mới đỡ được một chút, có lẽ sẽ không đi xa như vậy được. Mèo, mẹ ta nói không sao bà ấy muốn tặng cho ngươi một món quà để xem như báo đáp. Quả, vẫn chưa tới sao, đã tới rồi chủ nhân, chính là hang động phía trước, đây là loại linh thảo đó. Đúng vậy chủ nhân, đây là món quà mà mẹ muốn tặng cho ngài, nhưng mẹ nói, quả sau 30 ngày mới có thể chín, chủ nhân phải đợi một chút. 30 ngày sau ư, không biết sẽ có công hiệu như thế nào, đúng là mong chờ thật, chuyển cảnh Diệp đang đỡ đẻ cho báo mẹ, dùng lực, đầu ra rồi kiên trì thêm một chút nữa thôi hu 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 ha ha lại một chúa tể của rừng được sinh ra rồi một tháng sau diệp thiên đang dùng mũi người cây thoải dược mùi thơm thật có lẽ là chín rồi cậu hái nó chủ nhân nhanh ăn nó đi ha ha nhìn ngươi gấp gáp chưa kìa cậu bỏ vào miệng nốt hực một cái cơ thể liền có phản ứng liền ư ừ, ư ư ư ư ư diệp thiên lăn quay ra đất chủ nhân diệp thiên phải nằm mất một lúc lâu tác dụng của thảo dược mới tan bớt đi đau đầu quá cảm giác trong đầu có một loại linh dược tinh thần lực, tinh thần lực, đó là năng lực chỉ có đại võ giả mới có thể khống chế được thôi, lẽ nào mình đã lấy được giai đoạn võ giả sao? Khoảng cách xem thực lực của người khác lại tăng lên 50 mét rồi, hơn nữa, hình như có thể có năng lực phục chế ngăn cách không gian, cửa sổ trạng thái, chủng loại báo rồng lông vàng, thiên phú huyết mạch đỉnh cấp, thiên phú tốc độ đỉnh cấp, thiên phú chịu lực trung cấp, thiên phú tự lành sơ cấp, có muốn phục chế thiên phú chịu lực trung cấp, có hoặc không? Không, thiên phú chịu lực không có tác dụng gì đối với mình có lẽ ưu tiên thăng cấp thiên phú tu luyện mới được được rồi đã đến lúc về nhà rồi lần này thu hoạch cũng không tệ chúng ta hãy tạm biệt nhau tại đây rất cảm ơn quà của các ngươi có ích rất lớn đối với ta mèo mèo chủ nhân ta cũng muốn đi tiểu kim không muốn xa chủ nhân thế thì ta đưa ngươi đi gặp một người cô ấy nhất định sẽ rất thích cảm ơn chủ nhân thế giới bên ngoài thú vị quá tôi chưa từng thấy những thứ này bao giờ nhóc ngốc thế giới bên ngoài nguy hiểm lắm Bất chợt Diệp Thiên dừng lại, cậu nhìn thấy gì đó, đây là học viên học viện số 5, đám học viên nằm la liệt trên mặt đất, Trương Bảo, Trương Bảo, anh không sao chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp Thiên, tốt quá rồi, vẫn còn sống, bổ sung năng lượng trước đã, đây là máu hung của hung thú cao cấp, thế nên, kẻ cướp các anh là võ giả căn cứ thiết nha, đúng vậy, căn cứ thiết nha đã bị hung thú tiêu diệt, 100.000 người bỏ chạy đến căn cứ Lâm Hải chúng ta, bây giờ bên ngoài giặc cỏ hoành hành, lộn xộn lắm. Vậy bây giờ trong căn cứ, ai là người cầm quyền? Nhà họ Lâm vẫn là thủ lĩnh trên danh nghĩa, nhưng thực tế cũng chỉ là bù nhìn mà thôi. Quả nhiên, vẫn là thay đổi. Cứ Lâm Hải, phòng luyện tập của đội trưởng Phong Lang, Diệp Vũ và đội trưởng đang tập luyện. Đội trưởng dễ dàng phá thế tấn công của Diệp Vũ. À, em vẫn thua. Em đã làm rất tốt rồi. Em có thiên phú thiên tư lắm đấy Diệp Vũ. Là do anh chỉ dạy tốt. Hi hi, chợt có người vỗ tay. Diệp Vũ quay lại xem, là Diệp Thiên đang đứng ở cửa. Anh, cuối cùng anh cũng về rồi. Ấy, Đừng kích động như vậy. Mèo, oa, à, mèo con nó tên là gì vậy ạ? À? Tiểu Kim, Tiểu Kim, Tiểu Kim, này, ha ha, có thú cưng liền quên anh trai. Chắc cậu không ngờ đến phải không? Đội trưởng phong lang, Diệp Vũ đã vào cảnh giới võ đồ rồi nhỉ? Làm phiền anh thật. Chuyện nhỏ, đừng khách sáo. Cậu nghe được chuyện căn cứ thiết nha đến xâm phạm rồi nhỉ? Nghe rồi, trong nhà không xảy ra chuyện gì chứ. Yên tâm, ở đây lúc nào cũng rất an toàn. Sau khi cậu đi, một cô gái tên Tiểu Ngọc đã gửi vật này đến nói là người của căn cứ thiết nha nhìn thấy thứ này sẽ không dám quấy rầy chúng ta nữa lệnh bài võ các cô ấy có lòng rồi tuy không có việc gì dùng đến lệnh bài nhưng còn chuyện gì khác sao có một kẻ tên tôn phong thường xuyên đến chỗ tôi tìm cậu để hạnh quyết đấu sinh tử tôn phong mình nhớ cái tên này lúc ở ngoài cổng thành mình còn tra xét thiên phú của hắn hắn được xưng là một trong tứ đại thiên tài của căn cứ thiết nha sau khi vào thành hắn đi khắp nơi tìm võ giả tinh anh để khiêu chiến trước mắt vẫn chưa thua trận nào cậu phải cẩn thận xử lý đấy hắn không dễ chập đâu. Này, Diệp Thiên, cậu có nghe tôi nói không? Thú vị. Chuyển cảnh là góc nhìn của Tôn Phong, hắn đang lái xe máy, phong tới chỗ Diệp Thiên và đội trưởng, hắn phóng thẳng chỗ Diệp, bốc đầu, hú ga thể hiện các kiểu, Diệp Thiên mặt lạnh tanh nhìn hắn, mày là Diệp Thiên, phải không, là tao, cuối cùng mày cũng trở về rồi, chắc mày cũng biết chuyện rồi nhỉ, 10 giờ sáng mai, ước chiến ở quảng trường Minh Tuệ, đặt cược bằng bí tịch đao kỹ cấp thanh đồng, không biết mày có dám đến không khung trạng thái nhân loại tôn phong thiên phú tu luyện cao đẳng thiên phú đao pháp trung đẳng đương nhiên sẵn lòng tiếp đãi phục chế thiên phú tu luyện cao đẳng thành công vậy tao xin kính cẩn chờ đợi nói xong vít ga lao đi cậu lỗ mãng quá thực lực của tôn phong sâu không lường nhường được với thực lực hiện giờ chắc chắn cậu sẽ thua đấy chưa chắc đâu buổi tối nhà của diệp thiên khung trạng thái nhân loại diệp thiên thiên phú tu luyện cao đẳng thiên phú tốc độ đỉnh cấp thiên phú đao pháp trung đẳng thiên phú ám ảnh sơ đẳng thiên phú chữa lành đỉnh cấp, thiên phú sức mạnh cao đẳng, thiên phú tu luyện đã là cao đẳng rồi, hôm nay cộng thêm thử xem, có phục chế thiên phú tu luyện cao đẳng có hoặc không? Có, khung trạng thái, nhân loại Diệp Thiên, thiên phú tu luyện đỉnh cấp, thiên phú tốc độ đỉnh cấp, thiên phú đao loại trung đẳng, thiên phú ám ảnh sơ đẳng, thiên phú chữa lành đỉnh cấp, thiên phú sức mạnh cao đẳng, sao xong Diệp Thiên ra ban công hóng gió, mình hơi mong chờ, trận quyết đấu ngày mai đấy, hôm sau, quảng trường Minh Tuệ, Tôn Phong ngồi dài trên ghế tay kiếm chờ Diệp Thiên xuất hiện, Tôn Phong lại đổi nơi đấu võ mới rồi, hắn chưa thua bao giờ. Nghe nói kẻ xui xẻo lần này tên là Diệp gì gì ấy, tôi chưa nghe đến cái tên này bao giờ, nghe nói cái cậu Diệp Thiên còn trẻ lắm, không biết tại sao lại ước chiến với cậu ta nữa. Tôi thấy lần này không chỉ đối thủ của Tôn Phong gặp xui xẻo mà e rằng Lâm thị công đức bia cũng bị hủy rồi, lần nào cũng mượn đấu võ để hủy bia chi công đức của một gia tộc, chắc chắn cái tên Tôn Phong này cố ý làm vậy, căn cứ thiết nha Muốn diệt uy phong các gia tộc, cuối cùng lần này cũng đến lượt nhà họ Lâm rồi. Tiểu thư, cô nghĩ Diệp Thiên có đến không? Tôi hơi lo lắng cho anh ta. Yên tâm đi, với năng lực của Diệp Thiên, dù không đấu lại Tôn Phong thì anh ta cũng tự bảo vệ bản thân được. Oa, à, tại sao nhiều người đến xem vậy? Lần đầu võ, hắn cũng đều gióng chống khua chiêng như vậy, thứ hắn muốn là sức ảnh hưởng, nhưng nhiều người như vậy, sao chúng ta lách vào trong được? Anh, hay chúng ta đi về đi. Đứng nghi anh chiến nữa thì hơn, nguy hiểm quá. Yên tâm, anh đi lát rồi về nói xong cậu liền nhảy lên lao về phía tôn phong cậu ta là ai người ước chiến là cậu ta ư đợi lâu rồi tao còn tưởng mày không dám tới cơ thanh phong chảm đao kỹ cấp thành đồng thắng được thì mày có thể lấy đi hắn để quyển sách lên bàn diệp thiên cũng lấy một quyển khác ra một quyển đao kỹ cấp thành đồng phù hợp với đặt cửa của mày cậu ném nó lên bàn hai quyển cấp thành đồng đúng là ngông thật tôn phong rút kiếm lao tới anh cẩn thận tôn phong tay cầm kiếm lao về phía diệp thiên miệng hô lớn á a a Diệp Thiên mặt lạnh lùng đứng im, cậu nhẹ nhàng lách người tránh kiếm của Tôn Phong, nhanh thật. Khốn kiếp cậu tuổi chuột sao, chỉ biết chui tới chui lui, Tôn Phong ra sức vung kiếm, chém Diệp Thiên nhưng đều bị Diệp Thiên tránh né hết. Diệp Thiên tay nắm quyền, cậu đấm vào bụng Tôn Phong, Tôn Phong miệng phụt máu, cảm giác như nứt gãy hết xương ngực, hắn bị văng ra xa, lại một quyền đánh bay Tôn Phong, tiểu tử này rốt cuộc là ai, bây giờ vẫn còn là chuột, có chút bản lĩnh đấy, thế thì tôi cũng không trốn nữa, hắn đứng dậy khí thế hai tay nắm chặt kiếm vẫn hết sức mạnh xuất chiều thanh phong chảm diệp thiên mặt lạnh lùng dùng tốc độ né toàn bộ kiếm khí của tôn phong kiếm khí của tôn phong cắt đôi bia đá của lâm gia lại chém đứt kia công đức của lâm gia rồi xúc sinh nguy hiểm thật đúng là đao kỹ lợi hại thật lại né được thanh phong chảm đợi nửa ngày trời cuối cùng cũng đã thi triển đao kỹ rồi sao cậu nói cái gì cậu không đánh trả chỉ là vì xem tôi thi triển đao kỹ sao ha 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 tôi chưa bao giờ xem anh là đối thủ đương nhiên anh cũng không xứng tất cả đều là vì đao kỹ mà thôi bắt nạt người quá đáng chết đi cho tôi diệp thiên tung một đấm kiếm của tôn phong gãy thành hai trong sự ngỡ ngàng của tôn phong lưỡi kiếm của tôn phong bay vòng vòng cắm xuống đất diệp tay chụp vào mặt tôn phong diệp thiên ấn đầu hắn cắm xuống đất mọi người quan sát trận chiến đều há hốc mùng kinh ngạc tôn phong nằm sóng xoài bất tỉnh đúng là quá yếu không hổ danh là diệp thiên đại nhân lợi hại thật diệp thiên cậu sớm muộn cũng là người của võ các không chạy thoát được đâu. Diệp Thiên đi tới chỗ hai quyển đao ký thanh đồng, cậu nâng bàn đổ lên để tìm. Thấy rồi, cảm ơn Thanh Phong trảm của anh nhé." Diệp Vũ chạy tới hô lớn, "Anh trai, từ lúc nào mà anh đã trở nên mạnh hơn như vậy? Lợi hại thật, lợi hại thật. Hay hay, vậy sao? Khi nào về nhớ dạy cho em, em cũng muốn mạnh hơn. Thiếu gia Diệp Thiên thắng rồi, nhưng mà Lâm gia của chúng ta thua rồi, bởi vì bia công đức của Lâm thị đã bị ngã rồi. Vậy chúng ta phải làm sao?" Mấy ngày tiếp theo ông không cần bảo vệ cho tôi, âm thầm đi bảo vệ em gái của Diệp Thiên, Tôn Gia sẽ không chịu bỏ qua đâu. Nhà của đội trưởng Phong Lang, Thanh Phong Trảm này lại có thể tăng lên gấp 6 lần lực công kích, trả trách uy lực trảm kích của Tôn Phong lại mạnh như vậy. Cậu xem một lúc ném sách lên bàn, vươn vai xua tan mệt mỏi, cậu đứng dậy, mở bảng trạng thái ra xem, còn 30 ngày nữa mới có thể phục chế lại được thiên phú mới, quên mất chuyện này, thật sự là phiền phức, vậy tiếp theo phải đợi qua thời gian hồi chiêu đem thiên phú loại đao cao đẳng của tôn phong lấy được tới tay cửa sổ trạng thái nhân loại diệp hiền thiên phú tu luyện đỉnh cấp thiên phú tốc độ đỉnh cấp thiên phú đao loại trung đẳng thiên phú ám ảnh sơ đẳng thiên phú chữa lành đỉnh cấp thiên phú sức mạnh cao đẳng đếm ngược thời gian phục chế thiên phú hồi chiêu 30 ngày đem uy lực của ảnh sát và thanh phong chảm phát huy đến trình độ cao nhất lúc đó sẽ sở hữu thực lực đối chiến với tông sư bước qua hai cấp mới xem là cường giả thật sự ha 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 tỷ thí mặc dù đã trôi qua nhưng dựa theo đức hạnh của đại gia tộc, tôn gia nhất định sẽ báo thủ. đến lúc đó nha đầu này phải làm sao? Đội trưởng anh cứ nhìn tôi mải miết làm gì vậy? Diệp Vũ, qua đây một chút, có chuyện gì vậy đội trưởng, cô phải đeo cái này vào, đừng tháo xuống, đây là cái gì vậy, đẹp thật, cô cứ xem nó như là bùa hộ thân, tuyệt đối đừng làm mất, cảm ơn đội trưởng tôi sẽ bảo quản nó thật tốt, chờ thành viên của đội phong lan chạy tới, báo tin. Đội trưởng, Tôi đã nghe ngóng được rồi, thế nào, bên Tôn gia có động tĩnh gì chưa? Người của Tôn gia hôm nay đi xem cửa hàng ở khắp nơi, bận mua sắm sản nghiệp, mua sắm sản nghiệp, xem ra Tôn gia vẫn chưa bình tĩnh, trước khi đứng vững sẽ không đại khai sát giới. Bên ngoài nhà đội Tưởng Phong Lang, tác lão của Lâm gia đang đóng giả người vô gia cư, ân thầm bảo vệ Diệp Vũ, một tháng sau. Tiểu tử mẫu đang dùng tinh thần lực để thăm dò mình, làm thế nào mà nắm giữ được tinh thần lực đó là năng lực chỉ có đại võ giả mới sở hữu được mà thôi, phái một đại võ sư canh cửa cho mình, Lâm Gia ngược lại ra tay rất hào phóng đấy. Thị trường võ giả Một tháng nay đội trưởng Phong Lan tra được một vài nội tình của Tôn Gia, Tôn Gia vì để bảo vệ đảm huyết thống thuần túy của thiên phú đao pháp, không tiếc mà họ hàng mấy đời kết hôn với nhau, nếu như sinh ra kẻ ngu ngốc hoặc là tàn tật sẽ bí mật xử chết, đúng là một tên điên rồ, cửa hàng của Tôn Thị. Hôm nay cửa tiệm khai trương giảm giá ưu đãi rất lớn, tất cả sản phẩm đều được giảm giá 50%, chúc mừng tôn thiếu gia, tài vận cuồn cuộn, ha ha ha, mời ngài vào bên trong, chúc mừng tôn thiếu gia, ngài khách khí rồi. Cửa sổ trạng thái nhân loại tôn phong, thiên phú tu luyện cao đẳng, thiên phú đao pháp trung đẳng. Tôi cũng chúc mừng cậu, sớm vào địa ngục đi, cửa sổ trạng thái, nhân loại diệp thiên, thiên phú tu luyện đỉnh cấp, thiên phú tốc độ đỉnh cấp, trên phú đao loại cao đẳng, thiên phú ám ảnh sơ đẳng, thiên phú chữa lành đỉnh cấp, thiên phú sức mạnh cao đẳng. Mộ viên Nam Sơn, ba mẹ, con đến thăm hai người rồi đây, con dự định sẽ rời khỏi căn cứ Lâm Hải, đem theo Diệp Vũ đi đến căn cứ tốt hơn để sinh sống. Cuối cùng đến thăm ba mẹ cũng để ba mẹ nhìn thấy con, nhìn thấy sự trưởng thành của con, chợt từ xa có ai ai đó đang lao tới chỗ Diệp Thiên. Cậu lập tức lấy vũ khí ra sẵn sàng nghênh chiến. Hắn lập tức lao về phía cậu, có thể đánh bại Tôn Phong, đúng là có chút thực lực đấy, thì ra là chó của Tôn gia, Ta đợi các ngươi lâu lắm rồi đấy, hắn vung đao chém, Diệp Thiên chặn. Nếu như tỉ thí lúc đó kết thúc trực tiếp giết ngươi, ít nhiều sẽ không gây ra lời bàn tán, để ngươi sống đến một tháng, có lẽ nên cảm ơn ta mới đúng, lắm lời quá rồi đấy, cả hai lại lao lên chiến tiếp, tốc độ di chuyển của hai người họ quá nhanh, hai người họ liên tục tung chiêu về phía đối phương người chém ta đỡ. Hoa, hoa ta là sư phụ của Tôn Phong, Khải Mông sư phụ, chúng ta tình giống như cha con làm nó bị thương thì ngươi nhất định phải chết nhưng mà nơi này ngược lại cũng không tệ mộ viên chết ở đây rất đúng lúc nếu ngươi quỳ xuống cầu xin ta ta sẽ phát lòng từ bi cậy bia mộ của ba mẹ ngươi ra để cho cả nhà ngươi ở cùng với nhau đúng rồi ngươi còn có một đứa em gái nữa đúng không yên tâm các ngươi rất nhanh sẽ đoàn tụ mà thôi diệp thiên nghe vậy tức điên ngươi tìm cái chết thiên phú tốc độ đỉnh cấp cậu lập tức lao lên hắn không bắt kịp nổi tốc độ của cậu liền bị cậu xông phi tung một cước trúng người hắn không để hắn kịp thở cậu tốc biến ra sau hắn, tóm áo hắn, cậu dùn hết sức quăng hắn, hắn bay như bao cát. Hắn nằm sóng xoài trên mặt đất. Hắn thoi thót hơi thở bất ngờ nói, ngươi, ngươi là... Tông sư, ngươi là chiến lực cấp tông sư. Nói xong hắn hẹo luôn, Diệp Thiên liền lại gần kiểm tra xác hắn có đồ tốt gì không. Đao mộ, quyển đao kỹ này có lẽ cũng không tệ. Vũ khí cũng cao cấp hơn trước đây mình rất nhiều, điều sẽ thuộc về mình. Muộn như vậy rồi, mau chóng về ăn cơm thôi, nếu không Diệp Vũ lại lải nhải nữa. Cả nhà hãy đăng ký kênh cho A Ngốc và bình luận phía dưới nhé. Đỗ nết A Ngốc có động lực ra nhanh video mới, hãy quét mã hoặc ở phần giới thiệu. A Ngốc vô cùng biết ơn.